Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 451, trả thù ngay trong đêm. Trong phòng, Đường Băng Vân vẫn chưa nguôi giận, căm phẫn nói, Đường Lăng ác thật đấy. Ngô Bình vỗ vai cô ấy, đừng giận, sau này đối phó với hạng người này không được khách sáo nữa. Đường Băng Vân đỡ chán, vẻ mặt đầy bất lực, đây chính là lý do em thả ra nước ngoài để quản lý nhóm lính đánh thuê cũng không muốn ở lại Đường Môn làm việc. Bất kể anh làm gì đi nữa, cũng sẽ có kẻ gây sự với anh. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, Băng Vân, tên Đường Lăng này quá hung hăng. Cho dù anh ta là con rể của Thanh Môn thì cũng không thể xem thường quyền uy của ông nội em chứ. Đường Băng Vân đáp, nếu là Đường Vô Cứu bố của Đường Lăng thì đương nhiên không dám. Nhưng Đường Lăng là hậu bối. Anh ta mà cướp Đường Lâu từ tay em thì cũng có thể nói thành xung đột giữa lớp tiểu bối. Ông nội không tiện làm gì anh ta, dù sao ngoài mặt vẫn phải giữ gìn đoàn kết. Ngô Bình bảo, nói vậy thì bất kể chuyện này có ầm ĩ thế nào thì Đường Vô Cứu cũng sẽ không lộ diện. Đường Băng Vân gật đầu, phải. Tiểu bối tranh đấu vốn là truyền thống của Đường Môn. Ai có bản lĩnh thì giành được miếng thịt ngon. Ngô Bình hơi hối hận, biết thế thì ban nãy anh đã tẩn Đường Lăng một trận để giúp em chút giận rồi. Đường Băng Vân lắc đầu, thế lực của Đường Vô Cứu rất lớn, nếu tình thế không bắt buộc thì đừng gây hấn trực diện. Việc anh đánh trọng thương hai cao thủ tiên thiên đã gây đả kích lớn với họ rồi. Ngô Bình xua tay đáp, không nhắc nữa. Anh đã xử lý được Vu Hóa Long rồi. Khương Phụng Tiên và Vu Hóa Long đều sẽ hỗ trợ Đường Lâu. Em có thể liên minh với họ. Mắt Đường Băng Vân sáng rỡ, tốt quá rồi. Chỉ cần xử lý được hai người này thì không cần lo nữa. Ngô Bình gật gù, có họ giúp đỡ, anh cũng yên tâm rồi. Anh dạy Diệp Thần tu luyện xong sẽ rời đi. Đường Băng Vân nói, tháng sau là Đường Yến, chúng ta cùng tham dự nhé. Ngô Bình trả lời, yên tâm, nhất định anh sẽ đến. Tên Đường Lăng này vẫn chưa từ bỏ hẳn, anh sẽ giải quyết mối phiền phức này. Đường Băng Vân ra ngoài làm việc, Ngô Bình gọi Diệp Thần đến, truyền công pháp cho cậu ấy. Vì lúc mới bắt đầu tu luyện, anh đã truyền cho Diệp Thần bộ pháp đứng tấn, bảo cậu ấy đứng tấn mỗi ngày. Đứng tấn thoạt nhìn đơn giản nhưng thực chất không dễ chút nào. Có điều, Diệp Thần không hổ là thiên tài, Ngô Bình mới dạy một lần, cậu ấy đã học được kha khá. Anh chỉ thêm hai lần nữa, động tác của cậu ấy đã vô cùng chuẩn xác. Ngô Bình rất hài lòng, bảo Diệp Thần trở về đứng tấn, bao giờ cảm thấy đan điền như lửa đốt thì hẵng đến tìm anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Diệp Thần đi khỏi, anh gọi điện cho Dương Mộ Bạch, hỏi ông có đang ở thủ đô không. Lúc này Dương Mộ Bạch đang nghỉ ngơi, nhận được cuộc gọi của Ngô Bình, ông vui lắm, bèn cười bảo, sư đệ, phía Đường Lâu thế nào rồi? Ngô Bình đáp, vẫn ổn ạ. Sư huynh, tối nay em sẽ đi đánh nhau, anh có thể giúp em không? Vừa nghe sư đệ nói vậy, Dương Mộ Bạch nói ngay, anh đang ở nhà. Cậu đến gặp anh rồi chúng ta bàn bạc. Trời không còn sớm nữa. Ngô Bình lái xe đến nơi ở của Dương Mộ Bạch. Ông đã chuẩn bị xong rượu thịt, chờ cậu ghé thăm. Vừa vào cửa, Ngô Bình đã trông thấy rượu ngon, bèn cười ha ha, sư huynh quả là tri kỷ của em. Dương Mộ Bạch đáp, có chuyện gì thì vừa uống vừa kể nhé. Có vài món đồ nhắm đơn giản, hai người vui vẻ cũng ly. Đến khi uống được nửa vò rượu, Ngô Bình mới tóm tắt lại tình hình của Đường Lâu, sư huynh. Tên Đường Lăng ấy rất ngạo mạn. Em chuẩn bị đi tần anh ta như tử. Dương Mộ Bạch lăn lộn giang hồ nhiều năm, tất nhiên hiểu được ý định của Ngô Bình. Ông gật đầu, tần một trận cũng được. Phải để cậu ta biết Thiên Kinh là địa bàn của chúng ta. Hống hách ở địa bàn chúng ta thì phải trả giá. Ngô Bình mỉm cười, sư huynh cho người điều tra xem tên Đường Lăng này đang ở đâu nhé. Khoảng 2, 3 giờ sáng, chúng ta sẽ đến tìm anh ta. Dương Mộ Bạch cười hề hề, sư đệ à, ai đắc tội cậu đúng là xui xẻo. Ngô Bình bật cười ha hả, do anh ta tự chuốc phiền phức, không thể trách em. Giờ vẫn còn sớm, hai người tiếp tục chè chén, uống cạn vò rượu thứ nhất thì mở tiếp vò thứ hai. Ngô Bình thấy ông đã đột phá, bèn hỏi chuyện, sư huynh này, anh đã đạt đến cảnh giới võ thần được một thời gian rồi, gần đây việc tu hành vẫn suôn sẻ chứ ạ? Dương Mộ Bạch lắc đầu, không suôn sẻ lắm. Có lẽ do tuổi đã cao nên anh luôn có cảm giác lực bất tòng tâm. Hay, thật ra nên đột phá thì đã đột phá lâu rồi, nhưng anh đã từng tuổi này, cũng không dám mơ ước viển vông gì nữa. Ngô Bình cười bảo, sư huynh đừng nản lòng, có em ở đây, anh chắc chắn sẽ trở thành địa tiên. Dương Mộ Bạch giật mình hỏi, sư đệ có cách gì ư?
Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng, sư huynh à, trong công pháp mà sư phụ truyền cho anh, nhân tiên có mấy cảnh giới? Dương Mộ Bạch nói, trong công pháp mà sư phụ truyền dạy, nhân tiên chia thành 4 cảnh giới. 2 cảnh giới đầu là cảnh giới vương, đến được bước này sẽ có danh xưng võ vương. Nhưng bình thường đến được cảnh giới thứ 2 của nhân tiên đã xưng là võ thần. Cảnh giới thứ 3 và thứ 4 được gọi là cảnh giới thánh. Cảnh giới này rất kỳ diệu, trên thế gian này rất hiếm ai có thể đạt đến. Hầu hết người ta sẽ từ giai đoạn võ thần tiến thẳng đến địa tiên. Ngô Bình tiếp lời, đúng vậy. Trong các võ thần mà em quen, hầu như không ai cân nhắc đến cảnh giới thánh. Họ cảm thấy ở cảnh giới thứ 2 của nhân tiên đã có thể thăng cấp thành địa tiên thì sao phải vào cảnh giới thánh nữa. Suy cho cùng thì cảnh giới thánh quá khó. Dương Mộ Bạch vừa nhìn anh vừa nói, sư đệ, ý cậu là cách nghĩ này đã sai. Ngô Bình gật đầu, không thể xem là sai. Chuyện này không thể trách giới tu chân trong thiên hạ. Thời đại thay đổi, hoàn cảnh bây giờ đã khác thời tiền sử, dẫn đến việc trình tự tu hành trước đây không còn phù hợp cho tu chân thời nay. Không tu cảnh giới thánh mà đột phá lên thẳng, thật ra là một sự thay đổi chính xác. Dương Mộ Bạch thở dài, ừ, cả đời anh cũng không còn cơ hội tiến vào cảnh giới thánh nữa. Thậm chí anh cảm thấy đột phá cảnh giới thánh còn khó hơn đột phá địa tiên. Ngô Bình cười bảo, sư huynh, như em vừa nói, tu chân bây giờ không dám vào cảnh giới thánh vì hoàn cảnh đã thay đổi. Thật ra chỉ cần cung cấp môi trường phù hợp, đột phá cảnh giới thánh sẽ không quá khó. Dương Mộ Bạch chấn động, lẽ nào sư đệ có cách hư? Ngô Bình gật đầu đáp, nếu sư huynh có thể tiến vào cảnh giới thánh, dù cho tuổi tác đã cao thì vẫn có thể thăng thành địa tiên. Dương Mộ Bạch rất thích thú, vội hỏi, sư đệ làm anh nôn nóng quá. Rốt cuộc cậu có cách gì, mau nói đi. Ngô Bình cười nói, 4 cảnh giới nhân tiên mà sư huynh vừa nói đều có đặc điểm riêng. Cảnh giới thứ 3 và 4 của nhân tiên rất khó, vì cần một vài bí quyết nhỏ và cách thức mới đột phá được cảnh giới thánh. Có những chuyện, Ngô Bình không hề nói hết ra. Thật ra nhân tiên có 6 cảnh giới, nhưng tương truyền chỉ có cảnh giới 3 và 4 mà thôi. Từ cảnh giới 3 đến 6, mỗi cảnh giới đều có bí quyết thăng cấp riêng. Những điều này có ghi chép trong phiến ngọc. Dương Mộ Bạch giỏng tai, hỏi ngay, sư đệ à, là bí quyết gì vậy? Ngô Bình xua tay, sư huynh đừng vội, chờ đánh đường lăng xong, em sẽ từ từ nói cho anh biết. Dương Mộ Bạch sốt ruột vò đầu bứt tai, nhưng ông biết dù có sốt sắng mấy thì Ngô Bình cũng sẽ không tiết lộ bây giờ, đành nói, được, vậy chúng ta uống rượu tiếp. Chương 452, đêm khuya ghé thăm nhà đường lăng. Uống hết một vò rượu nữa, chẳng biết có phải Dương Mộ Bạch vui quá hay không mà có vẻ đã ngà ngà say. Ông cười nói, sư đệ à, bây giờ anh càng ngày càng không thể nhìn thấu cậu rồi. Ngô Bình đáp, sư huynh, dù tương lai em có ra sao thì chúng ta vẫn là anh em. Dương Mộ Bạch cảm thán, ừ, chúng ta mãi mãi là anh em. Cạn nào. Hai người tán gẫu về mọi chuyện trên trời dưới biển. Chầu rượu này kéo dài đến tận 2 giờ rưỡi sáng, vò rượu chất đầy bên cạnh bàn. Có vài tiểu bối ngồi ở xa xa không dám đi nghỉ ngơi, càng chẳng dám đến gần. Thấy đã sắp đến giờ, Ngô Bình cười hì hì, sư huynh à, người của anh xác định được vị trí của đường lăng chưa? Dương Mộ Bạch đã gọi điện thoại, đáp lời, tìm được rồi. Đường lăng đang ở cùng vợ, họ có một căn nhà lớn ở Thiên Kinh. Ngô Bình hỏi, ồ, vợ anh ta là người của Thanh Môn nhỉ? Dương Mộ Bạch gật đầu, đúng vậy, vợ đường lăng là Thái Kỳ, con gái của Thái Hưng ông trùm Thanh Môn đấy. Ngô Bình nói, đến thẳng nhà để đánh anh ta có phải hơi thất đức không? Dương Mộ Bạch đảo mắt, đánh thì đánh thôi, lại còn quan tâm đến chuyện thất đức hay không? Ngô Bình gãi mũi, sư huynh nói cũng phải, nếu đã đánh thì đánh cả anh ta và vợ đi. Dứt lời, anh bèn đưa tay lên nắn nắn gương mặt. Chẳng mấy chốc, anh đã sở hữu một gương mặt khác hẳn. Bây giờ Ngô Bình trông như ngoài 40 tuổi, mắt tam giác, ánh mắt hung tợn, mặt dài, vừa nhìn đã biết chẳng phải hạng người lương thiện. Dương Mộ Bạch nhấn lên mặt vài cái. Biến thành người có ngoại hình tương tự Ngô Bình, cũng có mắt tam giác, ánh mắt hung dữ, mặt dài. Cả hai trông như anh em sinh đôi vậy. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười ha hả. Ngô Bình nói, sư huynh à, chúng ta lấy tên giả đi. Em là Trương Long, anh là Triệu Hổ. Dương Mộ Bạch gật đầu, hay lắm, anh em Trương Long. Nào, đi thôi. Trời đã muộn, cả hai lái xe đến một công viên. Sau khi xuống xe, họ đi đến cuối công viên, nhẹ nhàng tung người. Trèo qua bức tường cao. Sau bức tường ấy là một vườn hoa,
đi thẳng về phía trước hơn 100 mét nữa là một kiến trúc rộng lớn phủ kín giàn thanh đằng. Lúc này, trong ngôi nhà ấy, Đường Lăng đã thay đồ mặc ở nhà và đang gọt táo cho vợ. Vợ Đường Lăng là Thái Kỳ. Cô ta không cao, khá béo, nặng khoảng hơn 100 ký, mặc một chiếc váy ôm màu đen. Có vẻ Đường Lăng rất cung kính người vợ này. Anh ta đút táo cho vợ, cười bảo, vợ ăn nhiều chút nhé. Mới mấy ngày không gặp nhau mà anh thấy em gầy đi rồi. Thái Kỳ trừng mắt với Đường Lăng, mấy hôm nay chồng không đi tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài đấy chứ. Đường Lăng lập tức giơ tay lên thề, vợ à, sao em lại nghi ngờ anh nữa rồi? Em vẫn không hiểu được tình yêu mà anh dành cho em sao? Em cũng biết gần đây Đường Môn rất nhiều việc, nếu anh không cố gắng thì làm sao có thể gây dựng sự nghiệp để bố chúng ta vui lòng chứ? Lúc này, Ngô Bình đã vắt vẻo treo mình ở cửa sổ. Dương Mộ Bạch lên sân thượng, quan sát tình hình xung quanh để báo cho Ngô Bình biết. Một khi có tình huống nguy hiểm, ông sẽ ra tay đầu tiên. Ngô Bình cảm thấy rất buồn cười trước vẻ hèn kém ấy của Đường Lăng. Anh nghĩ bụng, trước đó anh ta kiêu ngạo lắm cơ mà, sao trước mặt vợ lại ngoan hiền như con cừu non thế kia. Nhưng ngẫm một hồi thì anh cũng hiểu, bố của Thái Kỳ rất có quyền lực ở Thanh Môn, nếu sau này Đường Lăng muốn tạo dựng thành tích ở Đường Môn thì chắc chắn phải nhờ Thanh Môn hỗ trợ. Anh ta hoành hành ngang ngược ở Đường Môn và không để ai vào mắt cũng vì có sự giúp đỡ của nhà họ Thái. Nhờ uống rượu trò chuyện với Dương Mộ Bạch nên Ngô Bình cũng đã có thêm thông tin về Thái Hưng. Đây là một trong những ông trùm lớn nhất của Thanh Môn. Công việc của Thanh Môn ở khu vực Đông Á đều do Thái Hưng quản lý. Thanh Môn cực kỳ lớn mạnh, thế lực phân bố khắp nơi trên thế giới, thành viên lên đến mấy trăm nghìn người. Có thể nói thế lực của Thái Hưng không hề kém cạnh Đường Môn. Lợi hại hơn nữa chính là chuyện Thái Hưng còn có một người vợ rất giỏi và bí ẩn. Nghe bảo vợ ông ta là địa tiên, quản lý một tổ chức bí mật rất ghê gớm. Tổ chức này thậm chí không hề thua kém thiên sát của Đường Môn. Đường Lăng nịnh nọt nhà họ Thái như vậy hẳn cũng vì lẽ đó. Nghĩ đến đây, anh bĩu môi nghĩ bụng, nếu Đường Lăng đã sợ vợ như thế thì phải để cô vợ chỉ anh ta thôi. Thái Kỳ ăn táo xong thì về phòng tắm rửa. Họ đã không gặp nhau mấy ngày rồi, đêm nay Đường Lăng phải trả bài theo lệ. Không có vợ ở đây, Đường Lăng lập tức lộ vẻ chán ghét. Anh ta lấy điện thoại trong bộ quần áo bên cạnh rồi bắt đầu nhắn tin với ai đó. Tất nhiên, chiếc điện thoại này được anh ta giấu riêng, bình thường không lấy ra để tránh bị vợ nhìn thấy. Anh ta đang trò chuyện với một cô gái tên là Bé Cưng. Anh yêu à, anh đang ở đâu thế? Sao ban nãy không trả lời tin nhắn của em, Bé Cưng hỏi. Đường Lăng hồi âm, Bé Cưng à, anh đang ở nhà, tí nữa phải hầu hạ mụ vợ béo chết tiệt. Hay, vừa nghĩ đến chuyện ngủ với mụ béo ấy đã thấy khó chịu. So với Bé Cưng của anh thì mụ ta chỉ là một con lợn nái, nghĩ đến thôi đã buồn nôn. Bé Cưng bảo, anh yêu à, thế anh còn ở bên cạnh mụ ấy làm gì? Anh ly hôn đi rồi cưới em sinh con cho anh, chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Đường Lăng nhắn lại, Bé Cưng à, em nghĩ anh không muốn sao? Nhưng bố của mụ béo chết dẫm ấy lợi hại lắm. Anh muốn mở rộng địa bàn ở Đường Môn, bố anh muốn có thêm tiếng nói ở Đường Môn, đều phải nhờ gia đình của mụ lợn béo ấy hỗ trợ. Nhưng em yên tâm, ngày mai anh sẽ tìm em. Lần này anh có thể ở bên em 3 ngày đấy. Bé Cưng bèn gửi cho anh ta một hình mặt cười, anh yêu tuyệt vời. Ngô Bình thầm bật cười trước những tin nhắn mùi mẫn ấy, đoạn nghĩ bụng, để rồi xem lát nữa anh ta chết thế nào đây. 10 phút sau, Thái Kỳ đã tắm xong. Cô ta mặc chiếc áo choàng tắm cỡ lớn, mặt ửng hồng, bổ nhào về phía Đường Lăng. Đường Lăng đã cất điện thoại đi, chỉnh điện thoại sang trạng thái im lặng. Chỉ cần không động vào quần áo của anh ta thì nó sẽ không bị phát hiện. Thái Kỳ nhào về phía Đường Lăng, chuẩn bị cởi đồ anh ta. Ngô Bình âm thầm kích hoạt nhãn lực, tắt chế độ im lặng của điện thoại, dùng năng lực nhìn thấu vạn vật để nhập mật khẩu đã nhìn trộm lúc nãy, sau đó gọi điện thoại cho số của Bé Cưng. Ngay lập tức, tiếng tinh tinh vang lên. Thái Kỳ ngạc nhiên, ngẩng lên hỏi, tiếng gì vậy? Âm thanh này khiến Đường Lăng chết đứng. Đây là âm thanh gọi video từ chiếc điện thoại bí mật của anh ta cơ mà. Chuyện gì thế này, rõ ràng anh ta đã chỉnh im lặng, sao lại có tiếng? Mà lẽ ra Bé Cưng không nên bắt đầu video vào lúc này chứ? Anh ta sợ đến mức tái cả mặt. Đúng lúc này, Ngô Bình dùng nhãn lực di chuyển quần áo của Đường Lăng. Thái Kỳ lập tức chú ý đến nó, bèn cầm lên rồi lấy điện thoại ra. Cô ta ngờ vực hỏi, chồng à, sao anh vẫn còn một chiếc điện thoại nữa vậy, ai tìm anh đấy? Ồ, Bé Cưng.
nhiệt độ trong căn phòng lập tức giảm mạnh, mây đen phủ kín gương mặt Thái Kỳ. Đúng vào lúc này, bé cưng đã nhận cuộc gọi video, giọng nói nũng nịu cất lên, anh yêu, chẳng phải anh đang hầu hạ mụ vợ béo kia à? Sao tự dưng lại gọi video cho em thế? Chương 453, Khối Thần. Nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy, Thái Kỳ lập tức cứng người. Cô ta nhìn màn hình, thấy một cô gái chừng 18, 19 tuổi, xinh đẹp ngây thơ, cười lúng liếng như hoa. Mày là ai? Cô ta gầm lên như thú dữ. Sau khi nhìn rõ mặt Thái Kỳ, cô gái ở màn hình bên kia cũng sợ hãi ré lên, cuống cuồng ngắt video. Vợ ơi, em nghe anh giải thích, gương mặt Đường Lăng thoát cái đã trắng bệch, vội vã lên tiếng. Nhưng Thái Kỳ không buồn nghe nữa. Cô ta mở điện thoại, xem tin nhắn của hai người họ. Vô số câu từ mùi mẫn tựa như kim đâm vào mắt cô ta. Thịt mỡ trên mặt cô ta không ngừng run lên, lửa giận bừng bừng trong ánh mắt. Chát! Cô ta đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, sau đó giận dữ trừng mắt nhìn Đường Lăng. Hàng trăm nghìn suy nghĩ đang lướt qua đầu Đường Lăng lúc này. Nhưng vừa đối mặt với ánh mắt hung tợn của Thái Kỳ, anh ta chẳng còn nghĩ gì được nữa. Tiểu Kỳ à, em hiểu nhầm rồi. Cô ả đó do người khác sắp đặt, có kẻ muốn hại anh. Câm mồm, Thái Kỳ trừng mắt với anh ta, anh thấy tôi giống kẻ ngu xuẩn lắm à? Đường Lăng nín bặt, anh ta mấp máy môi, muốn nói gì đó để lấp liếm, nhưng rồi cảm thấy nói gì cũng vô ích. Lúc này, Thái Kỳ hỏi bằng giọng bình tĩnh, đây không phải là lần đầu nhỉ? Đường Lăng vội vàng đáp, Tiểu Kỳ à, tin anh đi, đây thật sự là lần đầu tiên. Anh bị ma ám, anh sai rồi, dứt lời, anh ta bèn tự tát mạnh vào mặt mình. Thái Kỳ ngồi xuống, cô ta nhìn người chồng của mình ở trước mặt, đoạn hỏi, Đường Lăng, anh còn nhớ ban đầu anh đã hứa với tôi thế nào không? Đường Lăng sững người, nghĩ một hồi sau mới chậm rãi trả lời, sau khi chúng ta kết hôn, anh không được gian díu với người phụ nữ khác. Thái Kỳ sầm mặt nói, khi ấy anh đã nói, nếu anh không làm được, tôi có thể giết anh. Anh ta nuốt nước bọt, vợ ơi, anh thật sự sai rồi. Xin em tha cho anh một lần. Thái Kỳ cười khẩy, hứa rồi nuốt lời. Anh nói xem, tôi có thể giết anh chưa? Đường Lăng rùng mình, vợ à, anh sai rồi, em đừng giết anh mà. Không ngờ Đường Lăng còn khóc nấc lên, Ngô Bình nhìn mà ngây người. Dù gì Đường Lăng cũng là tông sư cảnh giới thần, có tu vi, sao lại sợ một người phụ nữ chứ? Lại còn sợ đến nỗi bật khóc. Đúng lúc này, có một cái bóng màu xám rất nhạt xuất hiện ở phía sau Thái Kỳ. Một luồng khí tức lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà. Khí tức này khiến Ngô Bình sởn tóc gáy. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng xám ấy, không dám thở mạnh. Ngay cả Dương Mộ Bạch ở sân thượng cũng cứng còng người lại, không dám nhúc nhích. Thái Kỳ nhìn Đường Lăng đã sợ đến mức quỵ xuống sàn, hờ hững nói, anh tự sát đi. Nếu Minh ra tay, anh sẽ chết thảm hơn đấy. Đường Lăng sợ hãi dập đầu cồm cộp, hét lên, đừng. Vợ ơi, em tha cho anh đi mà. Sau này anh không dám nữa. Thái Kỳ thờ ơ đáp, nếu tôi cần đàn ông khôi ngô thì chỉ cần ngoắc tay thôi đã có cả trăm nghìn kẻ chạy đến hầu hạ tôi rồi. Anh nghĩ anh quan trọng lắm sao? Đường Lăng cuống cuồng nói, Tiểu Kỳ à, em không thể giết anh có thế lực rất lớn ở Đường Môn, anh có ích cho em. Thái Kỳ hừ giọng, ngu ngốc, anh tưởng thanh môn của tôi chỉ có một con cờ ở Đường Môn sao? Anh chết đi, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Đường Lăng sợ thật rồi, Tiểu Kỳ à. Anh không dám nữa, anh thật sự không dám nữa đâu. Thái Kỳ nhìn anh ta chằm chằm như đang đưa ra quyết định. Nửa phút sau, cô ta lên tiếng, được thôi, tôi cho anh thêm một cơ hội. Anh đưa cô ả kia đến đây, sau đó giết chết ả trước mặt tôi. Không hề do dự, Đường Lăng đáp, được, anh đi ngay. Anh ta bật dậy, thay đồ rồi đi ra ngoài, tựa như sợ Thái Kỳ sẽ đổi ý vậy. Sau khi Đường Lăng đi khỏi, cái bóng xám kia đột nhiên nhìn ra cửa sổ. Một đôi mắt đỏ nhạt nhìn vào mắt Ngô Bình. Ngô Bình miễn cưỡng nặn ra nụ cười, vẫy tay về phía cái bóng ấy, sau đó đẩy cửa sổ, nhảy vào phòng. Hiển nhiên Thái Kỳ không biết Ngô Bình ở bên ngoài. Cô ta ngẩn ra, giận dữ hỏi, anh là ai? Ngô Bình chớp mắt đáp, chào cô Thái, tôi là Ngô Bình. Thái Kỳ nhìn anh chăm chăm, lòng bàn tay Ngô Bình đẫm mồ hôi lạnh, anh âm thầm lấy sát sinh phù, chuẩn bị liều mạng bất kỳ lúc nào. Cô ta cau mày, tôi không quen anh. Suy nghĩ của Ngô Bình đột ngột thay đổi. Anh biết thứ đó được người phụ nữ này nắm giữ, bèn nói, cô Thái, tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với cô. Thái Kỳ rất hiếu kỳ, làm ăn. Ngô Bình nghiêm túc gật đầu, tôi nghiên cứu ra được một loại thuốc.
Nó không chỉ có công dụng giảm béo mà còn giúp người ta đẹp hơn. Mắt Thái Kỳ sáng rỡ. Chẳng ai muốn béo cả, Thái Kỳ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua cô ta thích ăn uống, không kiềm chế được, lại không hay vận động, béo là chuyện khó tránh. Nhưng ngay giây sau, cô ta đã lạnh giọng, thuốc giảm béo nào mà tôi chưa từng uống. Anh nghĩ anh lừa được tôi sao? Ngô Bình cười nói, cô Thái à, thuốc giảm béo mà cô uống trước kia đều là thuốc xoàng xính. Còn thuốc của tôi có thể giúp cô giảm cân một cách lành mạnh mà không cần ăn kiêng, có ăn gì cũng không béo lên. Cõi lòng Thái Kỳ run lên, có thứ thuốc như thế thật ư? Cô ta nhìn Ngô Bình với vẻ hoài nghi, thật sao? Ngô Bình gật đầu, tất nhiên, có điều thuốc này hơi đắt, nếu không thì tôi cũng không đặc biệt đến tìm cô. Thái Kỳ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, tốt lắm, đưa thuốc của anh ra đi. Trong người Ngô Bình làm gì có thuốc, anh không biến sắc, cô Thái, tôi không mang thuốc theo. Nếu cô không ngại giá cả, ngày mai tôi sẽ giao thuốc cho cô. Thái Kỳ cười khẩy, anh đùa tôi. Ngô Bình nghiêm nghị đáp, nào dám. Nếu cô Thái không tin, bây giờ tôi sẽ về lấy thuốc ngay. Cô có thể bảo vị, khối thần, này đi cùng tôi. Thái Kỳ kinh ngạc, anh biết đây là khối thần. Ngô Bình nói, tôi biết, khối thần là tà linh phong ấn trong thẻ con rối, năng lực rất mạnh. Thái Kỳ gật gù, anh rất am hiểu. Đúng vậy, nó chính là khối thần. Ngô Bình nói tiếp, cô Thái, chúng ta bàn giá cả trước đi. Thuốc của tôi có giá 1 triệu một liều. Thái Kỳ nhẹ nhàng bảo, đừng nói 1 triệu, dù có là 100 tỷ, tôi cũng mua được. Cảnh cáo trước, nếu anh dám lừa tôi sẽ khiến anh chết rất khó coi. Ngô Bình trả lời, không dám. Thật ra tôi có mang theo một ít thuốc, cô có thể thử trước. Dứt lời, anh đưa một chiếc bình cho đối phương, bên trong chứa bột thuốc thôi miên. Thái Kỳ nhận bình, ghé lại ngửi, thấy không có mùi lạ mới hỏi, thuốc này uống thế nào? Vừa dứt lời, cô ta bỗng thấy ý thức mơ hồ. Ngô Bình thừa cơ đọc một tràng thần chú. Cơ thể Thái Kỳ lắc lư, ánh mắt dần đờ đẫn, lập tức bị anh thôi miên. Ngô Bình thở phào, đoạn vươn tay lấy tấm thẻ nhỏ ở thắt lưng Thái Kỳ. Đó là thẻ con rối. Lấy được nó rồi, anh lập tức nhỏ một giọt máu lên, đồng thời đọc một đoạn chú quái lạ. Mới đọc được một nửa, tấm thẻ đã bắt đầu phát ra ánh sáng xanh lam. Khi anh đọc xong, khối thần bên ngoài bỗng hóa thành ánh sáng xám rồi quay trở vào tấm thẻ. Mắt Ngô Bình sáng lên, anh cầm tấm thẻ trên tay, cất lời, ra đây. Cái bóng xám xuất hiện trở lại, khí tức rất khủng khiếp. Có điều bây giờ nó không còn là sự uy hiếp của Ngô Bình nữa mà đã trở thành khối thần bị anh điều khiển. Chương 454, đoạt thẻ con rối. Quay về, anh ra lệnh, khối thần quả nhiên quay trở lại thẻ con rối. Ngô Bình nhặt lấy cái thẻ. Nói với Thái Kỳ, lát nữa Đường Lăng đưa người phụ nữ đó tới, cô thả người phụ nữ đó đi rồi bảo Đường Lăng ở lại đây phục vụ cô 1 năm. Không được ra khỏi đây dù một bước. Thái Kỳ gật đầu, vâng, bảo anh ta ở đây hầu hạ tôi 1 năm, không được phép bước chân ra ngoài. Ngô Bình sau đó hỏi tiếp, thẻ con rối này ở đâu ra vậy? Thái Kỳ, là bố tôi tặng cho tôi. Ngô Bình, sao bố cô lại có thẻ con rối cơ chứ? Thái Kỳ, là bà chủ của bố tôi cho ông ấy. Ngô Bình xứng người, bà chủ của Thái Hưng sao? Đúng vậy, trên danh nghĩa thì bà ấy là vợ của bố tôi nhưng thực tế bố tôi chỉ là nô bộc của bà ấy. Khi nhắc tới, bố tôi hay gọi người đó là chủ nhân. Ngô Bình kinh ngạc, hỏi tiếp, bà ta là người như thế nào? Tôi cũng không rõ, chỉ biết bà ấy rất lợi hại khiến bố tôi vừa nể vừa sợ, Thái Kỳ đáp. Nói như vậy, bà ta không phải mẹ ruột cô, mẹ cô là người phụ nữ khác. Đúng vậy. Ngô Bình gật đầu đáp, nhắm mắt lại đi, khi mở mắt ra cô sẽ quên hết mọi thứ về tôi. Vâng, Thái Kỳ từ từ nhắm mắt lại, khi cô ta mở mắt ra lần nữa thì Ngô Bình đã biến mất. Trên nóc nhà, khi Dương Mộ Bạch nhìn thấy Ngô Bình thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn hơi lo lắng, sư đệ, vừa nãy anh bị một ý niệm rất đáng sợ khóa chặt, cậu không sao chứ? Ngô Bình cười đáp, sư huynh, không sao rồi, chúng ta đi thôi. Dương Mộ Bạch, cứ vậy mà đi sao? Còn Đường Lăng thì sao? Ngô Bình gật đầu, đã giải quyết xong rồi. Chúng ta quay về đã rồi em sẽ nghĩ cách giúp anh đột phá được cảnh giới thánh. Dương Mộ Bạch sáng mắt lên gật đầu lia lịa, được. Hai người họ đi khỏi không lâu thì Đường Lăng quay lại, đưa theo một cô gái khá xinh đẹp. Cô gái đó sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch ra. Cô gái đó vốn tưởng rằng phen này chết chắc rồi nhưng khi Thái Kỳ nhìn thấy cô ấy thì lại lập tức nói cô đi đi.
cô gái kia sững người sau đó co giò chạy mất, chỉ một thoáng sau là biến mất không tăm tích. Đường Lăng rất ngạc nhiên hỏi, bà xã, em không giết cô ta nữa sao? Thái Kỳ đáp, không giết nữa. Từ giờ trở đi tôi không cho phép anh ra khỏi nơi này một bước. Nếu không tôi sẽ giết anh. Đường Lăng kinh ngạc, anh không được phép rời khỏi đây sao? Thái Kỳ, đúng vậy, hơn nữa anh phải luôn luôn ở cạnh tôi, nói rồi lao về phía Đường Lăng. Từ đó, cuộc sống bi thảm của Đường Lăng bắt đầu. Không chỉ bị nhốt trong nhà mà còn phải ngày ngày ở bên cạnh vợ, bị vợ mình sử dụng vô độ. Không lâu sau, Đường Lăng đã mắc chứng trầm cảm. Trên đường về, Ngô Bình viết một đơn thuốc và một danh sách các loại nguyên liệu cần có rồi đưa cho Dương Mộ Bạch. Anh dặn ông ấy khi nào chuẩn bị đủ những thứ đó thì anh có thể giúp ông ấy đột phá cảnh giới thánh. Sư huynh, chuẩn bị đầy đủ những thứ này rồi thì hãy báo với em, Ngô Bình nói. Dương Mộ Bạch vẫn không dám tin, hỏi, sư đệ, tìm được những thứ này là thực sự có thể đột phá lên cảnh giới thánh sao? Là thật sao? Ngô Bình cười đáp, 70-80% là sẽ được, sư huynh đừng quá lo lắng. Ngoài ra, chuyện này không thể tiết lộ cho người thứ ba. Dương Mộ Bạch gật đầu, sư đệ, cứ yên tâm, anh hiểu rồi. Hai người họ chia tay nhau, ai đi đường nấy. Trong căn phòng Ngô Bình ở tại Đường Lâu, Đường Băng Vân đang cầm một bức thư rồi đứng sững ra như trời trồng. Thấy Ngô Bình về, cô lập tức đưa bức thư cho anh, nói, Ngô Bình, là thư của ông nội. Ngô Bình đọc thư, nội dung vô cùng ngắn gọn, đại ý là đột nhiên ông ấy có linh tính, cần nhân cơ hội này để đột phá cảnh giới thứ hai của địa tiên. Lần bế quan này nhanh thì 3 tháng, chậm thì phải đến cả năm. Ông ấy hy vọng Ngô Bình có thể bình an và bảo vệ được cho Đường Băng Vân và Đường Lâu. Đọc xong thư, Ngô Bình nói, ông nội em bế quan đúng là không đúng lúc. Đường Băng Vân cười khổ, đúng vậy, giờ ông bế quan thì còn nhiều kẻ đàm thiếu rằng vết thương của ông chưa khỏi hẳn. Những việc trước đó đều là diễn kịch, sau đó bọn chúng sẽ bắt đầu không kiêng kỵ gì nữa. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, mặc kệ đi. Sau này em cứ quản lý Thiên Sát và Đường Lâu cho tốt, những chuyện khác tính sau đi. Anh nói tiếp, báo cho em một tin mừng, Đường Lăng ít nhất trong một năm tới sẽ không gây rắc rối cho chúng ta. Đường Băng ngạc nhiên hỏi, anh làm gì anh ta rồi? Ngô Bình thuật lại ngắn gọn một lượt, Đường Băng Vân nghe xong thì đỏ mặt, nói, không ngờ anh còn nghĩ được ra cả cách này. Ngô Bình cười hi hi đáp, thứ gì cũng có thiên địch của nó. Thái Kỳ kia vốn là khắc tinh của Đường Lăng. Anh đương nhiên phải lợi dụng triệt để điểm này. Sáng hôm sau, Ngô Bình tới gặp Triệu Chính Lệnh. Người nhà họ Triệu đã có sự chuẩn bị từ trước. Triệu Trụ Quốc mời tới rất nhiều bạn bè, nhờ Ngô Bình xem bệnh giúp họ. Ngô Bình cũng không từ chối. Anh ở đó xem bệnh kê đơn thuốc cho họ hơn nửa ngày. Y thuật của anh quá cao minh khiến mấy cụ già ở đó khen ngợi không ngớt lời. Sau khi ra khỏi nhà họ Triệu đã là hơn 4 giờ chiều. Trên đường rời khỏi đó, anh tình cờ thấy màn hình lớn trên phố đang chiếu quảng cáo. Mà nữ chính trong quảng cáo đó là Lâm Băng Tiên. Xem ra sự nghiệp của Băng Tiên gần đây rất khởi sắc, nói rồi anh rút điện thoại gọi cho Lâm Băng Tiên. Lâm Băng Tiên lúc này đang đi chăm sóc da mặt, điện thoại reo lên, thấy người gọi là Ngô Bình, mắt cô sáng lên, vội vã bắt máy. Anh Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười hỏi, Băng Tiên, dạo này thế nào rồi? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Lâm Băng Tiên cười đáp, khá tốt, có điều ngày nào cũng bận muốn chết, mệt lắm anh à. Ngô Bình đáp, mệt là đúng rồi, chứng tỏ em là ngôi sao đang vụt sáng đó. Lâm Băng Tiên, em vẫn chỉ là tân binh, không thể coi là nổi tiếng. Có điều, độ nhận diện cũng khá ổn. Ngô Bình, anh đến Thiên Kinh mấy hôm rồi, vẫn định gọi điện cho em mà lại sợ ảnh hưởng em làm việc. Tối nay có rảnh không? Anh mời đi ăn cơm nhé. Lâm Băng Tiên vội vã gật đầu, có ạ. Anh đang ở đâu, em tới chỗ anh. Ngô Bình, không cần đâu, em cứ tới thẳng Đường Lâu đi. Hẹn em 6 giờ nhé, đến nơi thì gọi cho anh. Lâm Băng Tiên, vâng ạ. Đặt điện thoại xuống, Lâm Băng Tiên vô cùng vui vẻ. Cô nói, à, mau lên, giúp tôi trang điểm một chút. Tôi cần đi gặp một người quan trọng. À, là thợ trang điểm của Lâm Băng Tiên. Cô ấy gật đầu rồi vào việc ngay. Bên cạnh Lâm Băng Tiên là một người phụ nữ chừng 30 tuổi. Từ lúc Lâm Băng Tiên nghe điện thoại, người phụ nữ này đã để ý quan sát. Nghe Lâm Băng Tiên nói vậy, người này nói, Băng Tiên, tối nay chúng ta phải tham gia một bữa tiệc. Không có thời gian cho cô đi gặp bạn đâu. Lâm Băng Tiên sững người, chị Linh, tiệc gì vậy? Chị Linh này tên đầy đủ là Liễu Linh,
đã lăn lộn trong giới giải trí mười mấy năm nên mạng lưới quan hệ rất rộng, trong tay cũng nắm nhiều tài nguyên. Hiện tại chị ta là quản lý của Lâm Băng Tiên. Liễu Linh, Băng Tiên, hôm nay chúng ta phải gặp giám đốc An tiếng tăm lẫy lừng giới giải trí. Ông ấy là người của cậu chủ Diệp. Diệp Huyền là cá mập trong giới giải trí, nếu cậu ấy đồng ý giúp đỡ thì ngày thành sao hạng A của cô không còn xa đâu. Lâm Băng Tiên lắc đầu, chị Linh, bất kể là ai tôi cũng không có thời gian đi gặp. Tôi phải đi gặp một người vô cùng quan trọng. Chị Linh mặt biến sắc, Băng Tiên, cô nghĩ cho kỹ vào, chúng ta không thể đắc tội với giám đốc An. Ông ấy điểm mặt chỉ tên là muốn gặp cô, nếu cô không tới thì không chừng hợp đồng của cô và giám đốc vệ cũng sẽ có vấn đề. Lâm Băng Tiên lúc này chẳng thèm nghĩ tới cái gì mà sự nghiệp hay tiền đồ, cô chỉ muốn gặp Ngô Bình. Cô đáp chị Linh, tôi xin lỗi, tôi thực sự không có thời gian. Chị Linh tức quặn cả ruột, lạnh lùng đáp, đi hay không thì tự nghĩ cho kỹ, nói rồi đứng dậy đóng sầm cửa rời khỏi đó. Lâm Băng Tiên cảm thấy hơi khó xử, nhưng sau cùng cũng mặc kệ. Khó khăn lắm mới hẹn gặp được Ngô Bình, cô không muốn cho anh leo cây. Thế nên cô thu xếp một chút rồi bảo tài xế đưa mình tới đường lâu. Chương 455, gây sự. Lâm Băng Tiên vừa đi khỏi thì Liễu Linh gọi một cuộc điện thoại, cậu chủ Tả, chỗ tôi có một ngôi sao nhỏ không hiểu chuyện, cậu giúp tôi dạy dỗ cô ta một chút. Được, cảm ơn cậu chủ Tả, lát nữa tôi sẽ gửi thông tin cho cậu. Xe của Lâm Băng Tiên đi tới đường lâu, ở bãi đỗ xe lớn đằng trước đã đỗ kín xe, những người tới đây tiêu tiền rất nhiều. Lâm Băng Tiên xuống xe trước cửa tòa nhà, sau đó gọi cho Ngô Bình. Anh Ngô Bình. Anh ở đâu vậy, cô hỏi. Ngô Bình lúc này đang ở tầng 6, anh đã đặt bàn xong. Ngô Bình đáp, Băng Tiên, em ở đại sảnh tầng 1 đợi anh xuống đón em. Vâng, Lâm Băng Tiên cúp điện thoại rồi đi vào sảnh tầng 1. Trong đại sảnh rất đông người, Lâm Băng Tiên đi tới khu vực ngồi nghỉ, tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Nửa phút sau, có ba người đàn ông cũng sộc vào đó. Trong đó có một gã trông rất hung tợn, trên mặt có một vết sẹo. Hắn ta nhìn vào điện thoại, trong điện thoại là một bức ảnh của Lâm Băng Tiên. Hắn nhìn bức ảnh, sau đó lại nhìn Lâm Băng Tiên đang ngồi ở phía xa rồi nói, chính là cô ta. Tên đi bên trái là một thanh niên tóc vàng khè. Hắn cười hỏi, anh sẹo, lát nữa chúng ta làm thế nào? Tên mặt sẹo cười thô bỉ, đáp chúng ta cứ canh chừng đã, lát nữa cậu chủ Tả sẽ tới. Lâm Băng Tiên vẫn chưa biết mình đã lọt vào tầm ngắm của kẻ khác, cô nhìn về hướng cửa thang máy ngóng chờ. Chưa tới 2 phút sau, Ngô Bình bước ra khỏi thang máy, liếc mắt tìm kiếm Lâm Băng Tiên rồi vẫy tay với cô. Lâm Băng Tiên vội vã bước tới, ôm Ngô Bình một cái rồi gọi bằng giọng ngọt ngào, anh Ngô Bình. Ngô Bình cũng khá vui vẻ, anh vỗ vai cô, đáp, Băng Tiên, anh đã đặt chỗ rồi, chúng ta lên trên thôi, nói rồi hai người họ đi vào thang máy để lên tầng 6. Từ tầng 1 đến tầng 6 của đường lâu đều là nhà hàng. Các tầng khác nhau có mức chi phí khác nhau. Khách phổ thông thường sẽ chọn từ tầng 1 đến tầng 3 để dùng bữa. Chi phí ở đó trung bình khoảng 300-400 tệ, chủ yếu là cung cấp dịch vụ tổ chức tiệc cho các hội nhóm tập thể. Từ tầng 4 đến tầng 5 là chi phí đã cao hơn hẳn, trung bình một người phải 1-2.000 tệ nhưng nhà hàng được thiết kế sang trọng, không gian rộng hơn. Nơi này chủ yếu tổ chức các bữa tiệc cao cấp cho cá nhân. Còn xa hoa nhất là tầng 6, muốn ăn ở đây phải đặt trước. Đầu bếp tại đây cũng là đầu bếp hàng đầu cả nước, nguyên liệu cũng là nguyên liệu thượng hạng và tươi ngon nhất. Một bữa tiệc ở đây giá phải lên tới mấy chục nghìn tệ, nếu dùng thêm rượu thì giá sẽ càng cao. Ba kẻ côn đồ nhìn thấy Lâm Băng Tiên cùng một người đàn ông đi lên tầng 6. Gã mặt sẹo cười nói, chúng ta có kịch hay xem rồi, cậu chủ Tả thích nhất là trà đạp kẻ khác. Gã thanh niên tóc vàng cũng tuét miệng cười đáp, anh sẹo, cô ta cũng đẹp nhỉ. 80% cậu chủ Tả sẽ mê. Tên mặt sẹo đáp, được lọt vào mắt xanh của cậu chủ là phúc phần của cô ta. Đi, chúng ta cũng lên đó. Lúc này, Liễu Linh cũng lái xe tới đường lâu. Kể ra cũng trùng hợp, giám đốc An kia cũng hẹn chị ta ăn cơm ở đây. Người lái xe là trợ lý của Liễu Linh. Đó là một cô gái hơn 20 tuổi. Cô gái này nhìn Liễu Linh rồi hỏi, chị Linh, Băng Tiên đẹp như vậy, có khi nào cậu chủ Tả nảy sinh ý đồ với cô ấy không? Chị Linh này cười lạnh đáp, vừa nổi được một tí đã không chịu nghe lời. Nếu không dạy dỗ cô ta một lần thì sau này sao quản nổi. Còn cậu chủ Tả là cậu chủ của bang Long Xà. Nếu Lâm Băng Tiên lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì là phúc phần của cô ta. Cô trợ lý sớm đã quen với cách làm việc của chị Linh nên đáp, chị Linh,
quan hệ giữa Băng Tiên và giám đốc vệ không tệ. Cô ấy còn là chị em của Trần Lăng Xương, nhỡ họ biết thì chúng ta phải ăn nói thế nào. Liễu Linh nhìn cô trợ lý, đáp biết điều mà giữ cái miệng của cô. Còn về đường Băng Lâm thì có cậu chủ Tả ở đó, có cho 10 lá gan cô ta cũng không dám bép xép. Cô trợ lý không nói gì nữa. Cô ấy chỉ là chân chạy vặt của Liễu Linh, không có địa vị gì cả, nói nhiều chỉ dễ rước họa vào thân. Ngô Bình và Lâm Băng Tiên đi vào một phòng ăn riêng trên tầng 6. Sát vách chính là các đầu bếp hàng đầu Đường Lâu đang làm việc. Ngô Bình là đại cổ đông ở đây, địa vị không thua kém Đường Băng Vân khiến giám đốc khu ẩm thực sợ tiếp đón không chu toàn nên đã phái đầu bếp giỏi nhất tới phục vụ anh. Đến cả nhân viên phục vụ cũng chọn những cô đẹp nhất, thái độ phục vụ tốt nhất. 8 cô phục vụ xinh đẹp mặc áo sườn xám đứng thành hàng đón tiếp. Cậu chủ Ngô. Ngô Bình khẽ gật đầu đáp, để hai người ở lại đây là được rồi. Vâng. Bên cạnh bàn ăn là một cửa sổ sát sàn vô cùng lớn. Bên dưới khung cửa sổ, thành phố đã lên đèn, những đốm sáng lấp lánh như những vì sao. Băng Tiên, em muốn ăn gì? Đầu bếp ở đây là đỉnh nhất đấy, anh nói rồi đẩy menu về phía Lâm Băng Tiên. Lâm Băng Tiên mỉm cười đáp, em ăn gì cũng được. Ngô Bình mỉm cười, sau đó gọi mấy món nổi tiếng của nhà hàng. Anh đang gọi món thì có tiếng gõ cửa rồi vài kẻ bước vào. Đi đầu là một gã thanh niên chừng ngoài 30 tuổi, hắn đang nở nụ cười gian xảo. Đằng sau lưng hắn chính là ba kẻ ban nãy. Thưa anh, phòng này có khách đặt rồi, anh không thể vào. Bốp! Gã thanh niên giơ tay tát luôn cô nhân viên phục vụ vừa ngăn cản mình. Sau đó hắn cười hi hi đi tới trước mặt Ngô Bình và Lâm Băng Tiên, tự tiện kéo ghế ngồi xuống. Hai vị, tôi không làm phiền chứ, hắn ta cười hỏi. Lâm Băng Tiên không nói gì. Ngô Bình thì cau mày lại hỏi, anh là ai? Gã thanh niên cười hi hi đáp, tao đã cho mày nói chuyện chưa, nói rồi hắn giơ tay lên định tát Ngô Bình. Thế nhưng, tay hắn mới vung lên được một nửa thì một cú đá như trời giáng đã giáng vào lồng ngực hắn. Rắc rắc, gã thanh niên bay ra ngoài như đạn bắn, đập vào vách tường rồi rơi xuống. Cú đá này Ngô Bình tung ra trong lúc giận dữ, cú đá đó đã phế luôn cung phu của đối phương. Ngoài ra anh còn dùng ám khí âm thầm để lại trên người hắn một mầm họa. Gã thanh niên tiếp đất, phun ra một ngụm máu. Hắn sững sờ, nhìn Ngô Bình chân chân hỏi, mày là ai? Ngô Bình đứng dậy, dìu cô phục vụ vừa bị tát ban nãy dậy rồi mới đi tới chỗ gã thanh niên. Anh hỏi, nói đi, ai phái anh tới đây? Mục đích là gì? Gã thanh niên đột nhiên bật cười đáp, cháu trai, mày giỏi đánh đấm đấy. Nhưng mày đã biết tao là ai chưa? Ngô Bình, anh là ai? Gã thanh niên lau máu trên miệng đáp, tên của thiếu gia đây là Tả Lang. Bố tao chính là chủ nhân bang Long Xà Tả Vân Tinh. Tả Vân Tinh, nghe hắn ta nói xong, Ngô Bình cười đáp, thì ra là ông ta. Lần trước tôi tha cho bố anh một lần, vậy mà giờ ông ta lại nhảy ra tìm đường chết. Hay lắm! Thấy Ngô Bình phản ứng như vậy, Tả Lang thấy hơi chột dạ hỏi, mày quen bố tao sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Lần trước có kẻ tên là Lục Kình Ba tới gây rối ở chỗ tôi, sau đó bị tôi xử lý. Ông ta chính là người của bang Long Xà, lần này anh tới là vì ông ta sao? Vừa nghe nhắc tới Lục Kình Ba, gã thanh niên đã nhớ ra một chuyện khiến mặt hắn lập tức tái đi. Hắn kinh ngạc hỏi, cậu họ Ngô sao? Ngô Bình hi hi cười đáp, đúng vậy, tôi chính là Ngô Bình. Giờ anh có thể gọi cho bố mình, bảo ông ta bỏ ra 10 tỷ mua lại cái mạng của anh. 10 tỷ. Tả Lang sắp khóc đến nơi. Hắn vội vã nói, cậu chủ Ngô, tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu, là một người tên Liễu Linh bảo tôi tới đây. Tôi sai rồi. Nghe đến cái tên Liễu Linh, Lâm Băng Tiên giật mình, nói, anh à, Liễu Linh là tên người quản lý của em. Ngô Bình cau mày, quản lý của em. Lâm Băng Tiên gật đầu, vẫn chưa hết kinh ngạc, trước khi tới đây em còn ngồi cùng chị ta. Không ngờ chị ta lại đi tìm người đối phó với em. Chương 456, 10 tỷ tiền chuộc. Ngô Bình hỏi chi tiết, biết được nguyên nhân là do Lâm Băng Tiên từ chối đi dự tiệc để đi ăn cơm với anh khiến Liễu Linh kia tức giận. Ngô Bình lập tức hiểu ra vấn đề. Anh cười lạnh nói, Băng Tiên, người quản lý này ai giới thiệu cho em vậy? Lâm Băng Tiên, là một người bạn trong giới giải trí giới thiệu. Người đó nói chị Linh rất tốt, bọn em ăn cơm với nhau hai lần, thấy nói chuyện khá hợp. Ban đầu giám đốc vệ sắp xếp cho em quản lý khác. Nhưng do quan hệ của em và người bạn kia rất tốt nên cuối cùng e đã làm theo lời người đó, chọn Liễu Linh làm quản lý cho mình. Ngô Bình đáp, em đổi quản lý đi nhé.
Sau đó anh cười nói với Tả Lang, cậu chủ Tả, còn không gọi điện đi sao? Tả Lang sắp khóc đến nơi, nhưng giờ hối hận thế nào cũng không thể vãn hồi nữa. Hắn ta nói, cậu chủ Ngô, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm. Xin hay thả tôi đi. Ngô Bình mặt đanh lại, anh đã trúng ám khí của tôi rồi, không sống được hết đêm nay đâu. Nếu không muốn chết thì gọi điện đi. Tả Lang biết chuyện này không thể giải quyết êm xuôi nên đành gọi điện cho bố. Lúc này, Tả Vân Tinh đang luyện công, là bang chủ bang Long Xà, ông ta luôn cẩn trọng từng ly. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì tuyệt đối không tùy tiện động tay chân, cũng chính điều đó khiến việc ông ta tồn tại ở Thiên Kinh dễ dàng hơn. Đến cả những nhân vật tầm cỡ như Phong Tiên, Tiểu Vũ Hoàng cũng thường xuyên qua lại với ông ta. Đột nhiên, điện thoại rung lên, Tả Vân Tinh rất bực mình. Ông ta nhận lấy chiếc điện thoại từ tay đệ tử rồi hỏi, lại chuyện gì nữa? Điện thoại vọng ra giọng Tả Lang như sắp khóc đến nơi, bố ơi, con đắc tội với cậu chủ Ngô. Cậu chủ Ngô nói nếu bố không muốn con chết thì cầm 10 tỷ đến chuộc con. Cái gì, 10 tỷ, Tả Vân Tinh nổi trận lôi đình hỏi, cậu chủ Ngô nào? Cậu chủ Ngô lần trước dạy dỗ Lục Kình Ba đó, Tả Lang đáp. Tả Vân Tinh giật thót mình, ông ta không thể ngờ cậu chủ Ngô đó lại là Ngô Bình. Lần trước, ông ta vốn định mượn tay Lâm Thiên Vương trừ khử Ngô Bình nhưng sau đó Lâm Thiên Vương lại bị Ngô Bình giết. Sau chuyện đó ông ta biết Ngô Bình là đối tượng không nên dây vào nên từ đó tới giờ vẫn luôn lẩn tránh không ra mặt cho Lục Kình Ba. Thật không ngờ, hôm nay con trai ông ta lại chọc phải vị sát thần này. Thời gian gần đây, Ngô Bình ngày càng nổi tiếng, anh lại còn là một trong những chủ nhân của Đường Lâu. Nhân vật như vậy đến Tả Vân Tinh cũng không dám đụng. Ông ta điên tiết, thằng khốn nạn, sao mày lại đi chọc vào tổ kiến lửa thế hả? Tả Lang nói như sắp khóc, con không nhận ra cậu chủ Ngô, đây là hiểu lầm. Được rồi, bảo cậu chủ Ngô nghe điện thoại, Tả Vân Tinh nói. Tả Lang hai tay đưa điện thoại cho Ngô Bình, mặt lấm lét nói, cậu chủ Ngô, bố tôi muốn nói chuyện với cậu. Ngô Bình cầm lấy điện thoại, lạnh lùng hỏi, Tả Vân Tinh. Tả Vân Tinh vội đáp, cậu chủ Ngô, tôi là Tả Vân Tinh. Chuyện của thằng con mất dạy của tôi thực lòng xin lỗi. Thằng khốn nạn đó nó không hiểu chuyện, xin cậu đừng chấp nó. Ngô Bình ngắt lời, Tả Vân Tinh, thằng con khốn nạn của ông ban nãy đòi vả miệng tôi. Tôi cho ông một tiếng để đem 10 tỷ đến cứu người. Nếu không thì hơn một tiếng nữa tới nhận xác nhé, dứt lời anh cúp luôn điện thoại. Vẻ mặt Tả Vân Tinh biến hóa không ngừng, ông ta nghiến răng, sau đó gọi điện cho Tiểu Vũ Hoàng. Bang Long Xà đứng vững được ở Thiên Kinh là do có Tiểu Vũ Hoàng đứng sau chống lưng. Mỗi năm bang này phải nộp cho ông ta 20% thu nhập. Giờ bang Long Xà gặp chuyện, ông ta đương nhiên sẽ tìm Tiểu Vũ Hoàng nhờ giải quyết. Lúc nhận điện thoại, ban đầu Tiểu Vũ Hoàng vẫn không nghĩ đây là chuyện gì to tát. Nhưng sau khi nghe tin đối phương là Ngô Bình thì ông ta trở nên trầm ngâm hẳn. Trước đó ông ta chạm mặt Ngô Bình ở nhà Diệp Thần, Ngô Bình không hề nể mặt ông ta, đuổi ông ta ra khỏi đó. Hiện giờ nếu ông ta dùng biện pháp mạnh với Ngô Bình thì chỉ sợ cao thủ đằng sau anh sẽ ra mặt. Trong điện thoại, đã nửa phút Tiểu Vũ Hoàng không đáp lời. Tả Vân Tinh lúc này ruột nóng như lửa đốt, nói, ông Trịnh, ông nhất định phải ra mặt giúp chúng tôi, nếu không tôi sẽ mất 10 tỷ. Trịnh Luân cũng điên tiết, đồ ngu, chọc vào ai không chọc lại đi chọc Ngô Bình. Tả Vân Tinh đã có dự cảm không lành, đáp, ông Trịnh, ông không định ra mặt giúp chúng tôi sao? Tiểu Vũ Hoàng lạnh lùng đáp, nếu là người khác thì tôi sẽ ra mặt giúp ông. Nhưng đây là Ngô Bình, cậu ta chắc chắn sẽ không nể mặt tôi. Hơn nữa cậu ta là con rể Đường Môn, xung quanh không thiếu cao thủ địa tiên. Dù tôi có giao đấu với cậu ta thì cũng không chiếm được thế thượng phong. Chuyện này ông tự giải quyết đi, tiện nhắc nhở ông một câu, nếu chuyện này có thể dùng 10 tỷ để giải quyết thì tốt nhất ông không nên do dự. Nói rồi Tiểu Vũ Hoàng cúp máy luôn. Tả Vân Tinh vừa ngạc nhiên vừa tức, đến Tiểu Vũ Hoàng còn như vậy thì tìm người khác càng không có tác dụng. Thời gian gấp gáp, ông ta dậm chân một cái rồi lập tức chuẩn bị chi phiếu rồi tới Đường Lâu. Tại Đường Lâu, Tả Lang đang quỳ trên mặt đất, vết thương của hắn ta rất nặng, cứ thi thoảng lại thổ huyết. Ngô Bình và Lâm Băng Tiên đã quay lại chỗ ngồi và bắt đầu dùng bữa. Đồ ăn rất ngon, Ngô Bình còn gọi thêm một chai rượu. Tả Lang quỳ trong góc tường mà càng nghĩ càng tức. Nếu không phải vì mụ đàn bà Liễu Linh kia thì hắn ta đâu có chọc phải vị sát thần này. Hắn ta không khỏi bực tức rút điện thoại gọi cho Liễu Linh. Cậu chủ Tả, tôi tới Đường Lâu rồi. Cậu giải quyết chuyện kia xong chưa? Tôi nói không sai chứ, Lâm Băng Tiên này rất xinh đẹp,
Xinh, xinh lắm, Tả Lang nghiến răng đáp, chị đến đây đi, nhà hàng tầng 6. Liễu Linh cười đáp, thôi tôi không lên nữa đâu, tôi đang tiếp giám đốc An. Đúng rồi, nếu Lâm Băng Tiên đồng ý thì cậu bảo cô ta qua chỗ giám đốc An đi. Nghe đến đây, Ngô Bình cau mày, anh vẫy tay với Tả Lang. Tả Lang nén đau đứng dậy, lấm lét đi tới bên cạnh anh. Ngô Bình nói, hỏi chị ta đang ở đâu, cứ nói rằng anh sẽ tới chỗ chị ta. Tả Lang vội vã gật đầu, nói vào điện thoại, chị đang ở đâu để tôi đưa Lâm Băng Tiên tới. Liễu Linh cười đáp, tôi ở Thượng Hoàng Các tầng 5. Cúp máy xong, Tả Lang nói, cậu chủ Ngô, có cần tôi đi dạy dỗ chị ta một trận không, trong lòng hắn hận Liễu Linh đến thấu gan, hận không thể tát chết chị ta. Ngô Bình đáp, không cần, tôi sẽ tự xử lý, về chỗ quỳ tiếp đi. Vâng, Tả Lang vội vã quay lại góc tường quỳ tiếp. Ngô Bình vừa ăn vừa hỏi, Bang Long Xà của các người một năm có không ít dự án làm ăn nhỉ? Tả Lang cười khổ, cậu chủ Ngô, quả là có nhiều nhưng cậu cũng biết có rất nhiều vị Bồ Tát sống phải cung phụng mà. Chúng tôi giữ lại được 20% thu nhập đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa còn phải nuôi nhiều thuộc hạ như vậy, ai mà chẳng phải kiếm miếng cơm manh áo, cho nên một năm cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ngô Bình hừ một tiếng đáp, kể nghèo kể khổ không ích gì đâu. 10 tỷ kia một xu cũng không được thiếu. Nói rồi, anh hỏi Lâm Băng Tiên, Băng Tiên, giám đốc An đó là người thế nào? Lâm Băng Tiên, giám đốc An là giám đốc công ty đứng tên cậu chủ Diệp, tên đầy đủ là An Khải Địch. Liễu Linh từng nhắc tới một lần, mong em lấy lòng ông ta để có thể hợp tác với cậu chủ Diệp. Em đang nhắc tới Diệp Huyền sao? Lâm Băng Tiên gật đầu, đúng vậy, có điều em không nói em quen cậu chủ Diệp. Ngô Bình vỡ lẽ, đáp Liễu Linh này muốn em đi lấy lòng giám đốc An kia sao? Thú vị đấy, lát ăn xong anh đi gặp ông ta. Anh vừa ăn vừa nhắn tin cho Diệp Huyền, tôi đang ở tầng 6 đường lâu. Anh lập tức tới đây. Lúc này Diệp Huyền đang vui vẻ với một minh tinh hạng B. Nhận được tin nhắn, anh ta hất luôn cô gái trong lòng ra, mặc quần áo đi ra ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Ngô Bình. Ngô Bình không nhận điện thoại khiến Diệp Huyền sợ tím mật. Anh ta nghĩ thầm tiểu tổ tông này đang giận gì mình sao? Gần đây anh ta đâu có gây chuyện gì. Diệp Huyền bảo tài xế lái xe tới đường lâu bằng vận tốc nhanh nhất có thể. Chưa tới nửa tiếng sau, Diệp Huyền đã có mặt ở đường lâu. Diệp Huyền vừa tới đã thấy Tả Lang đang quỳ trên mặt đất. Hai người đều thuộc giới công tử nhà giàu nên quen biết nhau. Diệp Huyền ngạc nhiên hỏi, mẹ kiếp, Tả Lang, anh dám chọc giận tiểu tổ tông của tôi sao? Tả Lang nhìn Diệp Huyền, vội vã nói, cậu chủ Diệp, xin cậu cầu xin giúp tôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Cầu xin cái đầu anh, Diệp Huyền lườm hắn ta một cái rồi trưng ra nụ cười thảo mai đi tới chỗ Ngô Bình, tiền bối tìm đệ tử có chuyện gì sao? Ngô Bình đang ăn dở miếng móng giò, anh ném lại miếng móng giò vào đĩa rồi hỏi, công ty anh có một ông giám đốc tên là An Khải Địch phải không? Diệp Huyền bình thường chẳng bao giờ nhòm ngó đến công ty nên suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, ông ta là tổng giám đốc công ty của đệ tử. Tiền bối, có chuyện gì sao? Ông ta đắc tội với tiền bối sao? Ngô Bình bảo Diệp Huyền ngồi xuống rồi nói, Lâm Băng Tiên là bạn tôi, lát nữa chúng tôi đi gặp ông ta. Nếu anh muốn biết chuyện gì thì đi cùng đi. Chương 457, anh làm người quản lý. Diệp Huyền nhìn Lâm Băng Tiên, chớp chớp mắt rồi nói với Ngô Bình, tiền bối, đệ tử có quen cô Lâm vì trước đó có từng gặp giám đốc vệ. An Khải Địch đó sao vậy? Ngô Bình, đi thôi, cứ đi rồi sẽ biết. Sau đó anh nói với Lâm Băng Tiên, Băng Tiên, em đi trước đi, bọn anh sẽ theo sau. Diệp Huyền cười khổ, biết hôm nay vị tổ tông này tâm trạng không tốt nên vội nói, vậy cô Lâm đi trước nhé, bọn tôi sẽ đi sau. Lâm Băng Tiên gật đầu, cầm túi sách đi xuống nhà hàng Thượng Hoàng Các ở tầng 5. Đây là một trong những nhà hàng tốt nhất tầng 5, ở đó thường tổ chức các bữa tiệc làm ăn sang trọng. Lúc này ở Thượng Hoàng Các, Liễu Linh đang cười giả là kính rượu giám đốc An. Người được gọi là giám đốc An An Khải Địch là một lão già bụng phệ chừng hơn 50 tuổi, tóc hói giữa đầu. Ông ta đang cười tươi rói, xung quanh là hai nữ minh tinh hạng B. Những người này đều là do Liễu Linh sắp xếp. Vốn chị ta muốn đưa Lâm Băng Tiên tới nhưng sau đó cô từ chối khiến chị ta vô cùng tức giận. An Khải Địch cười nói, Liễu Linh, cô rất có tiếng tăm trong số những người quản lý nghệ sĩ, tôi nghe danh đã lâu. Đúng rồi, cô Lâm Băng Tiên có tới không? Chẳng phải cô đã đồng ý với tôi sẽ đưa cô ấy tới uống cùng tôi vài ly rồi sao? Liễu Linh cười đáp, giám đốc An, xin cứ yên tâm.
Cô Băng Tiên gần đây bận quá nhưng tôi đã bảo cô ấy lập tức tới ngay. Giám đốc An đừng vội, để tôi kính ông vài ly trước. An Khải Địch cười ha ha, đáp, Liễu Linh, tôi phải nói trước. Nếu hôm nay cô Băng Tâm không đến thì việc làm ăn của chúng ta không thương lượng được đâu. Ông ta vừa dứt lời thì có tiếng gõ cửa. Nhân viên phục vụ ra mở cửa, Lâm Băng Tiên bước vào. Cô ấy gật đầu với Liễu Linh, chị Linh. Nhìn thấy Lâm Băng Tiên, Liễu Linh cười đáp, giám đốc An, ông xem, không phải cô Băng Tiên đã tới rồi hay sao? Chị ta đứng dậy kéo Lâm Băng Tiên ngồi vào bàn, đẩy cô vào chiếc ghế bên cạnh giám đốc An. Trong tay chị Linh này có mấy chục nghệ sĩ, trong đó nửa già là nữ nghệ sĩ. Nhưng nếu xét về vẻ đẹp thì không ai qua được Lâm Băng Tiên. Hơn nữa Lâm Băng Tiên gần đây rất hot, có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa là sẽ trở thành sao hạng A. An Khải Địch mắt sáng lên, cười nói, cô Băng Tiên, tôi là fan trung thành của cô. Hôm nay cô tới đây khiến tôi rất vui. Lâm Băng Tiên gật đầu, xin chào giám đốc An, gặp được ông tôi cũng rất vui. An Khải Địch cười ha ha đáp, cô Băng Tiên, công ty điện ảnh Phi Tinh chúng tôi gần đây đang chuẩn bị khởi quay một số tác phẩm điện ảnh đình đám. Tôi cảm thấy cô vô cùng phù hợp với vai nữ chính, không biết cô có hứng thú không? Lâm Băng Tiên chẳng có vẻ gì là vui mừng, chỉ hờ hững đáp cảm ơn giám đốc An cất nhắc. Ôi, sau này đều là bạn bè. Giữa bạn bè thì giúp đỡ nhau là bình thường, nói rồi ông ta trượt bàn tay thô bỉ lên đùi Lâm Băng Tiên. Lâm Băng Tiên sợ hãi giật nảy mình, vội vã đẩy cái móng heo của ông ta ra rồi đỏ bừng mặt, nói, giám đốc An, ông không nên làm vậy. An Khải Địch vẻ mặt càng lộ rõ sự thích thú. Phụ nữ càng từ chối ông ta lại càng có hứng thú. Ông ta cười đáp, cô Băng Tiên, cô phải hiểu là ở trong giới này nếu không có mạng lưới quan hệ thì một bước đi thôi cũng khó khăn. Nói rồi, ông ta lại thò tay về phía Lâm Băng Tiên, nhưng lần này hướng lên trên. Lâm Băng Tiên vô cùng giận dữ, cô đẩy An Khải Địch ra, lạnh lùng nói, mong ông tự trọng. An Khải Địch sững người. Những việc như thế này ông ta đã làm cả trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên bị một nữ nghệ sĩ từ chối thẳng thừng như vậy. An Khải Địch cảm thấy mất thể diện, giận dữ nói, cô là cái thá gì? Dám làm An Khải Địch này mất mặt, có tin giờ tôi hát sao ép cô luôn không? Duỳnh! Diệp Huyền đang đứng ngoài cửa nghe câu này thì sợ hú hồn hú vía. Anh ta không nhịn được nữa mà một cước đạp bay cửa. Diệp Huyền vừa đi vào, An Khải Địch như chết đứng. Ông ta lắp bắp, dám! Giám đốc Diệp! Bốp! Diệp Huyền thẳng tay tát ông ta một cái nổ đom đóm khiến ông ta phải lùi về sau mấy mét. Máu từ mũi chảy ra, An Khải Địch kêu lên thảm thiết, giám đốc Diệp, sao cậu lại đánh tôi? Diệp Huyền bước tới đạp hai đạp phế luôn chân An Khải Địch, sau đó còn đánh gãy hai tay ông ta, lạnh lùng nói, thứ không có mắt, đến cô Lâm cũng dám sảm sỡ. Ông chán sống rồi. An Khải Địch sợ run bần bật, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, giám đốc Diệp, tôi xin lỗi. Tôi không biết cô ấy là người phụ nữ của cậu. Diệp Huyền lại đạp cho ông ta một cái nữa khiến ông ta kêu rên thảm thiết. Láo toét, cô Lâm là bạn của tiền bối tôi. Nói rồi anh ta quay lại cười với Lâm Băng Tiên, nói, cô Lâm, tôi dạy dỗ ông ta như vậy cô đã hài lòng chưa? Lâm Băng Tiên sợ hết hồn, trong lòng thầm nghĩ sao cậu chủ Diệp này lại bạo lực như thế cơ chứ? Ngô Bình lên tiếng, Diệp Huyền, sau này chuyện của Băng Tiên tôi giao lại cho anh. Anh đích thân làm người quản lý cho cô ấy đi. Ngô Bình gọi Diệp Huyền tới chính là để sắp xếp việc này. Diệp Huyền biết mình đã bị Ngô Bình gài. Anh ta trợn tròn mắt, chỉ vào mũi mình hỏi lại, đệ tử làm quản lý á? Ngô Bình cười lạnh, anh không muốn làm. Diệp Huyền vội vã gật đầu, cười thảo mai đáp, muốn chứ, muốn chứ. Cho dù tiền bối có bảo đệ tử làm cún cho người thì con cũng vui lòng. Ngô Bình thấy rất buồn cười. Đáp, nếu anh đã thực lòng muốn làm cún thế thì tôi cũng có thể suy xét. Diệp Huyền hú hồn, vội vã đáp, tiền bối, đệ tử chỉ đùa thôi. Ngô Bình lại nhìn về phía Liễu Linh, lạnh lùng hỏi, chị chính là Liễu Linh, quản lý của Băng Tiên. Liễu Linh giờ đã sợ mềm cả người, chị ta lăn lộn giới giải trí đến giờ đã thành tinh rồi. Là kẻ thức thời, chị ta lập tức quỳ sụp xuống van xin, cậu chủ Diệp, cả cậu chủ ngoài kia nữa, tôi xin lỗi. Tôi không biết Băng Tiên có bệ đỡ vững chắc như vậy. Tôi, Diệp Huyền mặt đanh lại, nếu không phải tại bà cô chết tiệt này thì sao Ngô Bình lại nổi giận cơ chứ? Anh ta lạnh lùng nói, sáng sớm mai chỉ cút khỏi Thiên Kinh cho tôi, cả đời đừng quay lại nữa. Ngoài ra, sau này không được phép xuất hiện trong giới giải trí nữa. Nếu không tôi sẽ cho chị chết một cách rất khó coi cho mà xem.
Liễu Linh run lẩy bẩy, không dám nhiều lời mà vội vã đáp, vâng vâng, ngày mai tôi sẽ đi, sau này không xuất hiện trong giới giải trí nữa. Liễu Linh kia mặt như chó nhà có đám, sợ hãi chạy khỏi đó. Ngô Bình gọi phục vụ dọn lên một bàn ăn mới để tiện bàn bạc việc của Lâm Băng Tiên với Diệp Huyền. Diệp Huyền giờ đã là quản lý của Lâm Băng Tiên nên đương nhiên phải toàn lực hỗ trợ cô ấy. Anh ta gọi mấy cuộc điện thoại, gọi người phụ trách công ty phi tinh và trang web phim ảnh mình đã thu mua trước đó cũng như đại diện ba đài truyền hình tới. Diệp Huyền trước mặt Ngô Bình đảm bảo sẽ cho Lâm Băng Tiên một con đường sự nghiệp sáng lạn. Vệ Thanh Ảnh cũng tới, Lâm Băng Tiên sẽ trở thành nghệ sĩ ký hợp đồng với cả hai công ty và hai bên sẽ hợp lực bồi dưỡng cô. Vệ Thanh Ảnh cảm thấy rất có lỗi về những chuyện vừa xảy ra nhưng đó không phải lỗi của ông ấy nên Ngô Bình cũng không để bụng. Trời đã về khuya, Lâm Băng Tiên rời khỏi đó cùng Vệ Thanh Ảnh. Ngô Bình và Diệp Huyền vẫn còn ở lại bàn bạc một số chuyện với nhau nhưng họ đã về phòng riêng tại đường lâu của Ngô Bình. Chuyện của đường lâu, Diệp Huyền cũng có nghe phong thanh. Có điều những cuộc đấu đá ở cấp này, anh ta không có tư cách can dự. Tiền bối, khi nào tu vi của con mạnh hơn sẽ đi hành tẩu giang hồ, như vậy mới đã. Ngô Bình nhìn anh ta, hỏi, những ngày gần đây có vận công không vậy? Diệp Huyền lập tức đáp, tiền bối, đệ tử đâu chỉ vận công mà mỗi ngày khổ luyện ít nhất 8 tiếng. Không tin thì tiền bối nhìn xem. Quả thực Diệp Huyền hiện tại ngày nào cũng tập đoàn thể thuật mà Ngô Bình truyền dạy, con người sớm đã thay ra đổi thịt. Ngô Bình cười đáp, cũng được đấy, thế sư huynh có dạy anh tuyệt kỹ gì không? Diệp Huyền gãi đầu cười hi hi đáp, ông nội đệ tử nói mấy tuyệt kỹ của ông nội không có giá trị, phải để tiền bối dạy đệ tử cơ. Ngô Bình hừ một cái, đáp, sư huynh đúng là keo kẹt, đây là đang muốn khai thác hết tuyệt kỹ của tôi đây mà. Diệp Huyền cười đáp, ông nội đệ tử đúng là nhỏ mọn, đệ tử cũng không hy vọng học được gì từ ông ấy. Cho nên, đi theo tiền bối mới là tốt nhất. Ngô Bình đảo mắt, Diệp Huyền này đúng là lưỡi không xương. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, đoàn thể thuật anh luyện được kha khá rồi, hiện giờ đã có khí cảm. Giờ tôi sẽ truyền cho anh một phương pháp hít thở. Chương 458, hạt mầm trong chiếc đỉnh bằng đá. Diệp Huyền giật mình, mặc dù anh ta tu luyện chẳng đến đâu nhưng cũng có hiểu biết nhất định, đủ để hiểu rõ phương pháp hít thở này quý giá thế nào. Anh ta nghiêm mặt lại đáp, tiền bối, ân tình của người đệ tử cả đời không trả hết được. Ngô Bình cười lạnh, tôi mà trông chờ anh trả ơn thì đã phá sản từ lâu rồi. Bớt phí lời đi, nghe cho kỹ đây. Diệp Huyền vội vã ngồi thẳng lưng, vểnh tai lên nghe. Ngô Bình truyền cho anh ta một bộ phương pháp hít thở rất tốt nhưng cũng cực kỳ khó luyện. Nếu không phải Diệp Huyền vốn có tư chất hơn người thì anh cũng không thể truyền thụ phương pháp này. Một người dạy tỉ mỉ, một người học chăm chỉ nên tới 3 giờ sáng là Diệp Huyền đã nắm vững được phương pháp, hít thở đều đều. Sau khi trời sáng, Diệp Huyền choàng mở mắt, cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái. Anh ta vui mừng nói, tiền bối, phương pháp hít thở này kỳ diệu thật đấy. Không biết phương pháp này có tốt bằng phương pháp của ông nội đệ tử không? Ngô Bình, có lẽ là cao cấp hơn đấy. Có điều tôi dạy anh nhưng anh không được kể với bất cứ ai khác. Diệp Huyền vội vã gật đầu, tiền bối cứ yên tâm, cả ông nội đệ tử cũng sẽ không tiết lộ. Ngô Bình gật đầu, tu luyện chăm chỉ vào. Một thời gian nữa tôi sẽ lại truyền cho một loại công pháp lợi hại. Diệp Huyền mắt sáng như đèn pha, tiền bối, công pháp đó có lợi hại hơn của ông nội đệ tử không? Ngô Bình cười đáp, anh đang muốn vượt ông nội mình hả? Không vấn đề gì, chỉ cần vài năm nữa là anh có thể mạnh hơn sư huynh. Diệp Huyền mừng rỡ, cảm ơn tiền bối. Không lâu sau, Đường Băng Vân tới tìm anh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Đường Băng Vân cũng nhận ra anh ta rồi hỏi, cậu chủ Diệp, ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy? Diệp Huyền vội vã đứng dậy đáp, cô chủ Đường, tôi tới tìm tiền bối tôi. Hai người nói chuyện đi, tôi không làm phiền nữa. Diệp Huyền không muốn ở đó làm bóng đèn phá đám hai người họ nên vội vã cáo từ. Diệp Huyền vừa đi khỏi, Đường Băng Vân hỏi, Đường An đang hỏi khi nào anh có thể đưa đan dược cho anh ấy. Ngô Bình, sáng anh về huyện Minh Dương, ngày mai có thể giao đan dược cho anh ấy. Đường Băng Vân, vậy được. Để em chuyển lời, đường lâu bên này đã không còn vấn đề gì đáng ngại, anh cứ yên tâm về đi. Ngô Bình, được, có việc gì lập tức liên lạc với anh. Đường Băng Vân, vậy để em tiễn anh ra sân bay. Ngô Bình không từ chối, vừa tiện anh có một số chuyện cần bàn với Đường Băng Vân trên đường đi. Ngô Bình thu xếp một chút, sau đó xách túi đồ cùng Đường Băng Vân ra sân bay. Trên đường đi,
hai người họ bàn về kế hoạch tương lai. Đồng thời thống nhất sẽ về Đường Môn sớm một ngày để tham gia bữa tiệc. Chỉ một lát sau, máy bay cất cánh bay về phía huyện Minh Dương. Ở huyện Minh Dương có một sân bay quân dụng nhỏ, máy bay của Ngô Bình đáp xuống ở đó. Cương Tử lái xe đến đón anh. Sau khi lên xe, anh hỏi, trong nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cương Tử, tất cả đều bình thường. Cậu chủ, tuần sau tôi kết hôn. Cậu chủ nhớ đến dự đấy nhé. Ngô Bình cười đáp, tôi đương nhiên phải tới rồi. Hôm nay là thứ năm, vẫn còn 3 ngày nữa. Cậu nhanh chóng về nhà chuẩn bị đi. Cương Tử cười đáp, không cần đâu, bố mẹ tôi đã ở bên đó rồi, họ bảo tôi hôm sau về cũng được. Ngô Bình gật đầu, cũng được, cậu có đủ tiền tổ chức hôn lễ chưa? Cương Tử gãi đầu đáp, đủ rồi ạ, tiền cậu chủ cho tôi mới dùng một phần nhỏ. Ngô Bình, người ta gả con gái cho cậu không được để người ta thiệt thòi. Cô ấy thích gì thì cứ mua cho cô ấy, tiền thiếu thì cứ tìm tôi. Cương Tử cười ngốc nghếch đáp, cậu chủ, tôi và Tân Nguyệt đã bàn bạc rồi. Hôn lễ sẽ tổ chức ở hai nơi, một cái tổ chức ở nhà cũ của tôi, một cái ở nhà mới. Hôn lễ ở nhà mới sẽ có cả họ hàng cô ấy tới dự. Ngô Bình, tính toán vậy cũng tốt, thuận cả hai bên. Sau khi về đến nhà, Ngô Bình mới biết Ngô Mi đã được ông nội phái người tới đón đi Vân Đông rồi. Nói là ở đó chơi hai hôm, tối mai mới về. Ngô Bình cũng không quản chuyện này, anh chào ông bà ngoại một tiếng rồi quay lại nhà kho của mình. Có một số thứ anh còn đang nghiên cứu giang dở, giờ sẽ lấy ra xem kỹ. Anh bỏ cái đỉnh bằng đá ra xem. Từ bên trong cái đỉnh bằng đá này tỏa ra một chùm tia sáng 7 màu. Ngô Bình không biết bên trong là thứ gì, và cũng chưa từng dám mở ra. Ngô Bình lật qua lật lại cái đỉnh bằng đá, có thể nhận ra ánh sáng này có liên quan gì đó đến vật ở bên trong. Ngô Bình lẩm bẩm, thứ ở bên trong có lẽ từ rất lâu trước đây đã được chôn vào bên trong khối đá rồi. Sau này khối đá bị xẻ ra để làm thành cái đỉnh này, cho nên cái đỉnh này có lẽ cũng sẽ có hiệu quả nhất định giống như thứ ở bên trong. Nói rồi, anh bứt một chiếc lá tươi trên cây, ném vào trong cái đỉnh. Đợi hơn 10 phút sau, anh chợt thấy chiếc lá kia càng xanh và tươi hơn lúc đầu, như thể nó được tiếp thêm sinh khí. Thứ này có khả năng tăng cường sinh khí vô cùng kỳ diệu. Sau đó, Ngô Bình nhặt chiếc lá ra, đổ một cốc nước vào. Nước chảy vào bên trong rồi khoảng nửa tiếng sau có một lớp bọt trắng xuất hiện trên bề mặt. Ngô Bình quan sát thật kỹ, phát hiện lớp bọt trắng này thực ra là tạp chất của nước. Tạp chất của nước đều bị đào thải dưới tác động của vật bên trong chiếc đỉnh, sau đó kết tụa lại trên bề mặt. Còn có tác dụng làm sạch sao, Ngô Bình mở to mắt, càng thêm tò mò về thứ ở bên trong cái đỉnh này. Kệ đi, lấy ra xem, anh dùng kiếm chém xuống khiến 1/3 chiếc đỉnh đá vỡ ra. Còn có một lớp đá mỏng bao phủ lấy luồng sáng kia. Ngô Bình cẩn trọng dùng một thanh gỗ gõ nhẹ vào lớp đá mỏng. Lớp đá mỏng vỡ vụn, một tia sáng lọt ra ngoài. Ngô Bình ghé mắt nhìn vào thì phát hiện ánh sáng kỳ diệu kia phát ra từ một hạt mầm. Không sai, đó là một hạt mầm, to cỡ chừng bằng hạt gạo, có màu vàng nhạt, tỏa ra sinh khí rất mạnh. Hạt mầm này chắc chắn rất kỳ diệu, Ngô Bình kinh ngạc. Dùng nhíp từ từ gắp hạt mầm đó ra rồi đặt trong lòng bàn tay để quan sát. Hạt mầm được đặt vào lòng bàn tay anh, dần dần mất đi ánh sáng. Ngô Bình đang thấy kỳ lạ thì đột nhiên hạt mầm kia chui luôn vào lòng bàn tay anh, biến mất tăm mất tích. Ngô Bình hết hồn, trà sát lòng bàn tay thì phát hiện bàn tay không hề xước sát. Thế thì nó đi vào trong bằng cách nào? Anh vội vã nhìn vào trong cơ thể thì phát hiện hạt mầm đó đã theo mạch máu di chuyển dần xuống dưới. Như thể nó đang tìm vị trí phù hợp để bám vào. Ngô Bình tê hết cả da đầu. Anh không hiểu rõ đây là thứ gì. Trong phiến ngọc cũng không ghi lại. Nhớ đâu nó có hại cho cơ thể thì có phải anh xong đời không? Ngô Bình lo lắng quan sát đường đi của hạt mầm. Cũng may, hạt mầm này chỉ di chuyển trong cơ thể. Khoảng một tiếng sau, nó đến gần đan điền, có vẻ như khá thích ở đây nên cứ ở lại đó mà không di chuyển nữa. Đan điền là nơi mà chân khí của anh đi qua khi tu luyện. Sau đó một cảnh tượng thú vị xảy ra, hạt mầm sau khi làm tổ ở đó thì bắt đầu nuốt chân khí của anh. Lượng chân khí bị nó hút mất không nhiều nhưng cũng chẳng ít. Nếu Ngô Bình không tu luyện mà để mặc cho nó hút thì chỉ trong 7 ngày là chân khí trong cơ thể anh sẽ bị nó hút cạn. Ngô Bình ỉu xìu, thứ dở hơi này ngày ngày hút mất chân khí của anh, vậy anh phải làm sao? Anh vội vã ngồi xếp bằng xuống luyện khí. Nhưng có làm vậy cũng chỉ đủ để tạm thời duy trì sự cân bằng. Giữ cho chân khí không tăng không giảm. Đúng lúc này Đông Hoàng đi tới, vẫy đuôi.
Nó đưa mắt nhìn tới nhìn lui như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngô Bình tâm trạng buồn bực hỏi, mày đang tìm gì đó? Đông Hoàng thè cái lưỡi ra như thể đang trả treo với anh, biết thừa rồi còn hỏi. Ngô Bình thở dài, ban nãy tao lấy được một hạt mầm rất kỳ lạ. Vốn chỉ định cầm lên xem thôi nhưng ai ngờ giờ nó chạy luôn vào trong người tao rồi. Đông Hoàng sững lại, nhìn Ngô Bình chăm chú như muốn bảo anh tiếp tục kể đi. Vậy nên, Ngô Bình liền mô tả lại tình trạng của hạt mầm kia trong cơ thể mình. Đông Hoàng nghe xong mắt như mở to hơn, có vẻ như nó cũng vô cùng ngạc nhiên. Nửa phút sau, nó đột nhiên chạy ra ngoài nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại. Khi quay lại, nó đang tha một phiến ngọc, bên trên dày đặc những văn tự thời tiền sử. Chương 459, Đạo Trùng. Ngô Bình rất tò mò, anh liền cầm thẻ ngọc lên xem, bên trên là tiên văn viết cách ngưng luyện đạo trùng. Thì ra khi tiên nhân thời thượng cổ đạt đến một cảnh giới nhất định thì sẽ ngộ ra được đại đạo của trời đất. Có thể dùng những thứ bản thân lĩnh ngộ được và một phần sức mạnh để ngưng tụ thành một hạt giống, được gọi là đạo trùng. Đạo trùng thường được các bậc đại năng dùng để bồi dưỡng các đệ tử ưu tú, không dễ dàng truyền lại. Một khi người đệ tử có được đạo trùng thì tu vi sẽ tăng vọt. Xem xong thẻ ngọc, toàn thân Ngô Bình run lên, anh và Đông Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Nó chính là đạo trùng sao, anh hỏi. Đông Hoàng gật đầu. Sau đó nhìn Ngô Bình với ánh mắt bi phẫn như đang nói, tại sao lại là anh mà không phải là tôi? Ngô Bình thở ra một hơi, nghiêm mặt nói, Đông Hoàng, mày tuyệt đối không được nói với người khác chuyện này, biết chưa? Đông Hoàng trợn to mắt như đang nói, tôi còn chẳng thể nói tiếng người, anh yên tâm đi. Ngô Bình vỗ đầu nó, nói, nếu nó là đạo chủng thì không chừng sau này tao có cơ hội trở thành thiên tiên. Khi nào tao trở thành thiên tiên thì tao chắc chắn sẽ cho mày trở thành thiên cẩu. Đông Hoàng trợn mắt nhìn anh, sau đó đi sang một bên nằm bẹp xuống. Ngô Bình không được hồi đáp liền nhún vai, sau đó lấy ra thanh kiếm ngọc có được cùng với vạc đá. Trong ngọc kiếm có một luồng năng lượng màu đen, lúc này anh trực tiếp bóp nát kiếm ngọc. Một luồng khí sắc bén đột nhiên bay ra lao vào cơ thể anh. Nhưng luồng khí này vừa đi vào đã bị đạo chủng hấp thu, nhanh chóng chìm xuống đan điền, chẳng mấy chốc đã bị đạo chủng nuốt gọn. Hóa ra nó cũng có thể hấp thu được luồng năng lượng kỳ lạ này, anh chớp mắt, tiếp tục quan sát sự thay đổi của đạo trùng. Sau khi hấp thu luồng khí màu đen, mười mấy phút sau đạo trùng liền phun ra một luồng sát khí sắc bén. Luồng sát khí này hòa vào trong chân khí của Ngô Bình, còn tinh khiết hơn cả luồng khí mà kiếm ngọc nhả ra, cũng dễ dàng hòa cùng chân khí hơn. Hả, luồng năng lượng kỳ lạ này được tinh lọc rồi sao? Ánh mắt anh sáng lên. Xem ra đạo chủng không chỉ hấp thu được mà nó còn có tác dụng khác. Anh nghiên cứu đạo chủng mải mê, bất giác đã đến tối. Trương Lệ gọi anh xuống tầng ăn cơm, anh lề mề mãi, cuối cùng Trương Lệ phải quát anh mới chịu đi xuống tầng. Ông ngoại và bà ngoại đều đang ở đây, hai người dùng xong đậu hòe thì trông trẻ hơn rất nhiều, tóc trắng chuyển đen, nếp nhăn ít hẳn, trông chỉ mới tầm 50 tuổi. Trương Lệ có sự thay đổi rất lớn, trông chỉ mới 37, 38 tuổi. Hoàn toàn không giống người phụ nữ đã hơn 50 tuổi. Đồ ăn rất thịnh soạn, bà ngoại liên tục gắp đồ cho anh, còn nói, Tiểu Bình, cháu gầy quá, ăn thịt nhiều vào. Ngô Bình để cho bà gắp bao nhiêu thì anh ăn bấy nhiêu, khiến bà ngoại vui tới nỗi cười không ngừng được. Lạc Mộng Trần cười nói, cậu chủ, trông anh ăn cơm ngon mắt thật đấy. Ngô Bình cạn lời, vậy các người đúng là quá rảnh nên mới thấy thế. Ăn được nửa bữa thì đột nhiên có người gõ cửa. Cương Tử đi ra xem, sau đó nhanh chóng chạy vào nói, cậu chủ, Trương Khải Thần đến rồi. Trương Khải Thần. Ngô Bình nhíu mày, không phải Trương Khải Thần đang chạy trốn vì trốn nợ sao, tại sao còn dám quay về? Anh đứng dậy nói, để tôi đi xem. Ông ngoại cũng định đi nhưng bị anh ngăn lại, anh cười nói, ông ngoại, mọi người cứ ăn cơm đi, để cháu xử lý. Khi ra cổng, anh thấy bố con Trương Khải Thần và Trương Lập Quân đang đứng đó. Ánh mắt Trương Khải Thần rất hung ác, tay trái giấu trong áo. Vừa mở cửa ra là anh ta đã xông vào, nhưng bị Ngô Bình đẩy ra. Trương Khải Thần ngã nhào xuống đất, sau đó một con dao găm sáng loáng rơi ra từ trong lòng anh ta. Ngô Bình liền híp mắt, mang dao đến nhà tôi à? Trương Khải Thần, anh muốn làm gì? Trương Khải Thần nhặt con dao lên, sau đó hằn học nói với anh, Ngô Bình, đưa cho tao mượn 1 triệu tệ, tao sẽ đi ngay. Ngô Bình cười lạnh, cho anh mượn 1 triệu tệ à? Tại sao tôi phải làm thế? Trương Khải Thần chỉ vào nhà Ngô Bình, nói, mày xây căn biệt thự này phải mất mấy chục triệu tệ đúng không?
mày giàu như thế thì cho tao mượn 1 triệu tệ cũng chẳng là gì với mày đúng không? Ngô Bình nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngu, nói tôi có tiền là phải đưa anh à. Vậy anh có thể đến ngân hàng là nơi có nhiều tiền nhất. Ánh mắt Trương Khải Thần vô cùng hung ác, Ngô Bình, nếu mày không đưa tiền cho tao thì tao. Hôm nay tao sẽ giết mày, dù sao tao cũng rơi vào đường cùng rồi, so với bị bọn cho vay chém chết thì chi bằng kéo theo kẻ giàu có như mày chết cùng. Ngô Bình cười lạnh, nói thế thì tôi không đưa anh 1 triệu tệ anh sẽ giết tôi sao? Trương Khải Thần đanh giọng nói, đúng vậy. Ngô Bình khẽ thở dài, nói Trương Khải Thần, anh làm thế là đang ăn cướp đấy, anh có biết không? Trương Khải Thần cười lạnh, đã đến nước này rồi, tao không sợ gì đâu. Anh không sợ thật sao? Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm. Trương Khải Thần chột dạ, nhưng anh ta ép mình phải bình tĩnh, hung ác nói, đúng vậy. Rốt cuộc mày có đưa hay không? Không đưa, mặt Ngô Bình không biểu cảm. Mày, Trương Khải Thần cắn răng, cầm dao găm đâm mạnh về phía Ngô Bình, định làm thế để dọa anh. Ngô Bình tóm lấy cánh tay anh ta rồi bóp mạnh, Trương Khải Thần liền kêu lên thảm thiết, người anh ta khuỵu xuống, đau quá, mau thả tao ra. Ngô Bình nói, Trương Khải Thần, anh đúng là chẳng được tích sự gì. Trương Khải Thần gào lên, Ngô Bình, mày phải đưa tao 1 triệu tệ. Cho dù tao không đánh lại mày thì tao cũng có thể đánh được ông bà ngoại mày, đánh được em gái mày. Hôm nay tao đi thì mai tao sẽ quay lại, tao sẽ khiến cho nhà mày không được yên thân. Ngô Bình gật đầu, rất tốt, anh đã khiến tôi phải coi trọng anh rồi đấy. Nói xong anh vung tay, Trương Khải Thần liền nằm bẹp xuống không đứng dậy nổi, không thể nhúc nhích. Trương Lập Quân vội chạy lại đỡ, nhưng đỡ thế nào con trai cũng không dậy nổi, toàn thân anh ta mềm oặt như bùn. Ông ta sửng sốt, nói, Ngô Bình, mày làm gì tiểu thần hả? Sao nó không thể động đậy? Ngô Bình không quan tâm đến ông ta mà gọi điện, chẳng mấy chốc Chu Nhược Tuyết đã đưa một đám cảnh sát đến. Sếp Ngô, có chuyện gì vậy? Cô ấy hỏi. Ngô Bình nói, người này tên là Trương Khải Thần, uy hiếp anh phải đưa anh ta 1 triệu tệ, nếu không anh ta sẽ lấy dao chém chết anh. Anh đã khống chế anh ta rồi, mọi người cứ làm theo đúng luật pháp, cần xử lý thế nào thì cứ xử lý thế ấy. Nói xong anh liền bảo Cương Tử đi lấy video giám sát, camera ngoài cổng đã quay lại toàn bộ những gì xảy ra. Trương Khải Thần rất kinh ngạc, anh ta há to miệng định gào lên nhưng tiếc là không thốt ra lời. Chu Nhược Tuyết tức giận nói, anh to gan thật đấy, ngay cả sếp của chúng tôi mà cũng dám đến ăn cướp. Người đâu, còng anh ta lại. Chu Nhược Tuyết bảo người áp giải bố con Trương Khải Thần lên xe, sau đó cười nói, sếp à, lâu lắm không gặp. Ngô Bình nói, vào trong nhà ngồi chứ. Chu Nhược Tuyết cười nói, em không vào ngồi đâu, lệnh từ tỉnh mới được đưa xuống, ngày mai em phải đến đội phòng chống ma túy trên tỉnh nhậm chức. Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh thì em không thể đến đó. Ngô Bình nói, đừng khách sáo, đến đó thì hãy làm việc nghiêm túc, có gì cần cứ bảo anh. Chu Nhược Tuyết gật đầu thật mạnh, rõ, thưa sếp. Chu Nhược Tuyết đưa người đi, Ngô Bình thì lại đứng ở cửa trầm tư, ngay cả một tên như Trương Khải Thần cũng dám tới đây gây chuyện, danh tiếng của anh ở huyện này không được vang dội lắm. Anh đột nhiên nhận ra mình phải có danh tiếng nhất định, ít nhất không được để người khác bắt nạt người nhà anh. Sau khi quay vào nhà ăn cơm xong, anh bắt đầu suy nghĩ, làm sao mới có thể tạo dựng danh tiếng ở huyện và thôn. Lạc Mộng Trần thấy anh trầm tư thì hỏi, cậu chủ, anh đang nghĩ gì vậy? Ngô Bình nói, Mộng Trần, anh muốn làm một số việc để người ở huyện và người ở thôn biết anh bản lĩnh thế nào, không dám chọc vào anh. Em thấy nên làm thế nào? Lạc Mộng Trần mỉm cười, việc này rất đơn giản, đó chính là bắt nạt kẻ mà họ sợ nhất. Ngô Bình chớp mắt, ý em là đến tìm kẻ ghê gớm nhất trong huyện và dạy cho hắn ta một bài học. Chương 460, trừ hại cho dân. Lạc Mộng Trần gật đầu, đúng thế, cứ làm như vậy. Ngô Bình thấy cách này khá hay, liền gọi điện nghe ngóng xem ai là kẻ hung ác nổi danh nhất của huyện, sau đó nhanh chóng viết ra một danh sách, tổng cộng có 3 người. 3 người này đều là những đại diện nổi bật, một người là chủ doanh nghiệp thâu tóm cả 2 giới hắc bạch, biệt hiệu Hồn Lưu, tên đầy đủ là Lưu Toàn Công. Hắn làm lũng đoạn tất cả công việc phá dỡ, cung cấp đất đá, cát xây dựng của huyện. Nghe nói hắn có chỗ dựa trên tỉnh. Thế nên ngay cả lãnh đạo huyện cũng không dám làm gì hắn. Kẻ này sở hữu 7 công ty, mỗi năm có lợi nhuận hàng tỷ tệ, hắn còn bồi dưỡng hơn 100 đả thủ. Hơn nữa tên Hồn Lưu này còn có 10 mấy danh hiệu, nào là đại biểu của huyện, nắm chức vụ như chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh ca, hắn có sức ảnh hưởng cả ở giới kinh doanh và cả với chính quyền.
Mấy năm gần đây hắn càng ngày càng ngang ngược, thậm chí đã có 7 tên đàn em của hắn từng giết người, nhưng đều không bị phán tử hình mà chỉ ngồi tù mấy năm là được thả ra, tiếp tục hoành hành. Người thứ hai là một tên ác bá ở khu phố này, tên là Tạ Phi, biệt hiệu Đại Phi. Đại Phi là một tên chuyên đâm thuê chém mướn, đã từng ngồi tù 3 lần, sau khi ra tù vẫn vô cùng ngang ngược. Bây giờ gã đang cho vay nặng lãi và mở sòng bài, thường xuyên bày trò lừa người. Hàng trăm gia đình đã táng ra bại sản, vợ con ly tán, thậm chí gã còn bị kiện ra tòa vì tội giết người. Người thứ ba là một người phụ nữ, người ta hay gọi ả ta là chị Hương, tên đầy đủ Vương Hương Muội. Ả ta 15 tuổi đã kết hôn, sinh con xong liền bỏ nhà đi, sau đó đi mại dâm ở tỉnh khác. Khi đã hơn 30 tuổi, ả ra về huyện mở club, sau đó mở rộng mối quan hệ, dần dần lũng đoạn các công trình đấu thầu ở huyện, còn nợ một đống tiền lương của công nhân. Có hàng trăm công nhân từng cùng nhau đòi nợ, kết quả bị ả ta gọi đám vệ sĩ đả thủ đến đánh cho mấy chục người bị thương, trong đó hai người do bị thương quá nặng mà qua đời. Xảy ra án mạng mà ả ta vẫn chẳng bị sao, ngược lại còn ngang ngược hơn. Ả ta ngang ngược như vậy là vì nghe nói sau lưng ả ta có một nhân vật lớn trên tỉnh chống lưng, nắm cả hai giới hắc bạch. Ba kẻ này đều gây thù chuốc oán vô số kể, là những kẻ mà người dân trong huyện căm ghét nhất. Chúng đã chiếm đóng ở nơi này hơn 10 năm, bám rễ rất sâu, không ai dám động vào. Sau khi nghĩ một lúc, anh quyết định ra tay với hồn lưu đầu tiên. Anh nhớ đến khi mình xây nhà Vương Hiến Sâm có nhắc đến cái tên hồn lưu này, anh liền gọi điện bảo Vương Hiến Sâm đến. Nhờ có mối quan hệ của Ngô Bình mà gần đây Vương Hiến Sâm có rất nhiều mối làm ăn, bán vật liệu xây dựng kiếm bộn tiền, thế nên Ngô Bình chính là thần tài của ông ta. Ngô Bình vừa gọi là ông ta đã vội đến ngay, còn không quên mang theo quà đến. Còn chưa tới 20 phút mà Vương Hiến Sâm đã đến, còn cầm theo mấy hộp quà, cười nói, cậu Ngô, tôi định đến thăm cậu từ lâu nhưng cậu cứ vắng nhà mãi. Tôi có mấy món đặc sản này, mong cậu đừng chê. Ngô Bình bảo Cương Tử nhận lấy đồ rồi cười bảo, ông Vương, lần sau tới không cần mang đồ đâu. Vương Hiến Sâm vào phòng khách ngồi xuống, Ngô Bình liền nói thẳng, lần trước khi xây nhà, việc phá dỡ, cung cấp đất đá, cát xây dựng đều là do hồn lưu phụ trách sao? Vương Hiến Sâm gật đầu, đúng vậy, mảng phá dỡ và di rời đã bị hắn độc quyền, người khác không dám nhận. Chúng ta còn đỡ, chứ một số đồ trang trí của các tiểu khu hay cát xây dựng cần dùng đều phải mua của bên hắn, nếu không thì không thể thi công được. Đặc biệt là cát xây dựng, ngay cả các cửa hàng địa phương cũng phải dùng của bên hắn, trong khi giá đắt gấp rưỡi bên ngoài. Ngô Bình nói, lúc trước hắn lấy bao nhiêu tiền phí phá dỡ. Vương Hiến Sâm phụ trách cả công trình nên nắm rõ. Nói, vốn là việc phá dỡ cũng chỉ mất phí 20.000 tệ, nhưng người của hồn lưu thu phí khá cao nên lấy 50.000 tệ, hơn nữa phải thu tiền trước rồi mới tiến hành. Đất đá và cát xây dựng thì sao, anh hỏi tiếp. Dùng khá nhiều đất đá vì phải làm lại móng hoàn toàn, một xe thường là khoảng 500 tệ, hồn lưu lấy 2.500 tệ một xe. Chúng ta dùng 10 xe, tính ra là 25.000 tệ. Còn cát thì bên ngoài lấy 200 tệ tấn, hồn lưu lại lấy tận 500 tệ. Chúng ta cũng phải tốn một khoản khá lớn. Ba mục này cộng lại là cũng mất khoảng 100.000 tệ. May là chúng ta cũng có chút danh tiếng ở huyện này, nếu không thì hắn còn lấy nhiều hơn. Vương Hiến Sâm cũng rất tức giận, tôi chuyên về vật liệu xây dựng, biết rất nhiều người bạn làm kiến trúc, họ đều vô cùng căm ghét tên hồn lưu này. Ngô Bình cười lạnh, dám lừa tiền của tôi à, hay lắm. Sau đó anh nói, ông Vương, ông đưa tôi đi gặp hồn lưu. Vương Hiến Sâm rất kinh ngạc, cậu Ngô, cậu định làm gì? Trừ hại cho dân, Ngô Bình lạnh nhạt nói, ông chỉ cần dẫn đường thôi, những việc còn lại để tôi lo. Vương Hiến Sâm cắn răng, sau đó gật đầu thật mạnh, được. Tôi đưa cậu đi gặp hắn. Tại thị trấn Lục Hà, huyện Minh Dương. Trong thị trấn có một bãi cát xây dựng quy mô lớn. Nơi đây chất đầy cát, chiếm diện tích hơn 500 mẫu, có hàng chục triệu tấn cát, giá trị ước tính hàng trăm triệu tệ. Một tòa nhà 5 tầng được xây trước bãi cát, đó là nơi công nhân nghỉ ngơi, cũng là nơi mà Lưu Toàn Công ở. Trong một năm thì phần lớn thời gian hắn sẽ ở đây, vì số cát này là thứ giúp hắn kiếm được nhiều tiền nhất. Lưu Toàn Công đang luyện công ở bãi đất trống trước tòa nhà. Từ nhỏ hắn đã tập võ, nhưng chẳng có thiên phú nên võ thuật cũng tầm thường. Sau khi hắn có tiền liền mời rất nhiều quyền sư đến dạy hắn. Lúc này trong bãi đang có 3 quyền sư dạy quyền pháp cho hắn. Lưu Toàn Công luyện tập rất nghiêm túc, đôi lúc lại hỏi 3 quyền sư. Ở bên cạnh có một đám đả thủ đang không ngừng khen hay,
cạnh chúng là những bộ bàn ghế để đầy những hạt dưa vừa đồ ăn vặt. Đột nhiên một chiếc xe sedan màu xanh ngọc lao tới, đó chính là chiếc M8 của Ngô Bình, xe lái thẳng đến bãi đất trống. Lưu Toàn Công ngừng việc luyện công, hắn còn tưởng là bạn đến chơi. Nhưng chiếc xe mở ra, một thanh niên khoảng 20 tuổi trông lạ mặt bước xuống, người này mặc bộ đồ thoải mái, trông như sinh viên đại học vừa tốt nghiệp. Một tên mắt xích đằng sau Lưu Toàn Công hất cằm, đến đây làm gì? Ngô Bình nhìn xung quanh, hỏi, ai là Lưu Toàn Công? Lưu Toàn Công nhíu mày, kẻ này xưng thẳng tên hắn như thế là hoàn toàn không hề tôn trọng hắn. Hắn liền trầm giọng nói, là tôi đây, cậu tìm tôi có việc gì? Ngô Bình nhìn hắn, hỏi, nghe nói anh đã lũng đoạn quyền cung cấp đất cát và cả công tác phá dỡ của huyện. Lưu Toàn Công híp mắt, hắn cảm thấy Ngô Bình không có ý tốt, liền nói cậu rốt cuộc là ai? Ngô Bình rất tức giận, khoảng thời gian trước tôi xây nhà, việc phá dỡ, cung cấp cát, vận chuyển đất đá đều là do bên anh phụ trách. Sau này tôi mới nghe ngóng thử thì hóa ra anh lấy phí cao hơn bên khác cả 100.000 tệ. Tôi bị hớ mất số tiền này nên tôi tới tìm anh để nói lý. Nghe Ngô Bình nói thế tất cả mọi người đều bật cười, ngay cả Lưu Toàn Công cũng tỏ vẻ bỡn cợt, nói, hóa ra là muốn hoàn tiền, vậy cậu muốn hoàn bao nhiêu? Ngô Bình chớp mắt, anh có thể hoàn bao nhiêu? Lưu Toàn Công nhìn đám đả thủ của mình, cười nói, các anh em à, trên đời này đúng là thể loại gì cũng có. Mọi người nói xem tôi nên hoàn cho cậu ta bao nhiêu? Tên mắt xích cười lạnh, muốn hoàn tiền cũng được, cậu hãy so chiêu với mấy vị quyền sư đi, nếu cậu thắng thì hoàn tiền cho cậu. Ngô Bình nói, thắng mới được hoàn tiền à? Không hợp lý gì cả, các người nợ tiền tôi mà còn bắt tôi phải đánh nhau với người khác mới chịu trả à? Lưu Toàn Công cười lạnh, thằng nhóc kia, cậu muốn lý lẽ gì nữa hả? Ngô Bình chỉ vào hàng chục triệu tấn cát trước mặt, nói tôi thắng thì số cát này sẽ thuộc về tôi hết. Mặt Lưu Toàn Công lạnh đi, ăn nói lớn lối thật đấy. Vậy nếu cậu thua thì sao? Ngô Bình nhếch môi, thua sao? Anh chỉ vào xe của mình, giá lăn bánh của chiếc M8 của tôi là hơn 2 triệu tệ, tôi thua thì chiếc xe thuộc về anh. Chương 461, hồn lưu gặp xui xẻo. Lưu Toàn Công hoàn toàn không coi Ngô Bình ra gì, nhưng hắn không ngu. Ngô Bình đột nhiên xuất hiện, sau đó tự dưng đòi hắn trả tiền, hắn đã thấy nghi ngờ trong lòng. Chỉ kẻ bản lĩnh mới có gan thách thức như vậy, liệu Ngô Bình có phải là cao nhân phương nào không? Thấy hắn không đồng ý ngay, Ngô Bình cười lạnh, thế nào, sợ rồi à? Sợ thì trả 100.000 tệ cho tôi cầm tiền thì sẽ đi, không gây rắc rối cho anh nữa. Láo toét, cậu là ai mà dám tới đây làm loạn, tên mắt xích tức giận, nói với một vị quyền sư, thầy Mã. Thầy hãy dạy cho tên nhóc đó một bài học, chúng tôi cũng được mở mang tầm mắt. Thầy Mã là người tỉnh khác, từng học võ ở chùa Đại Thiền nên có võ công cao cường, 7-8 tên đàn ông cao to cũng không thể tới gần thầy Mã. Ngô Bình vừa tới là ông ta đã quan sát anh, cũng nhận ra anh có võ công. Giờ bị người ta khích, ông ta lập tức đứng ra, lạnh nhạt nói, tên nhóc kia, cậu hãy mau xin lỗi ông chủ Lưu đi, đừng có tự rước lấy khổ. Ngô Bình nhếch môi cười, xin lỗi sao? Hắn lừa tiền của tôi tới đòi tiền thì có gì là sai? Quyền sư họ Mã sầm mặt, chàng trai trẻ, nếu cậu đã không biết điều thì đừng trách tôi ra tay dạy dỗ cậu. Thấy quyền sư Mã định ra tay, Lưu Toàn Công cười nói, tên nhóc kia. Nếu cậu đánh thắng 3 vị quyền sư thì tôi sẽ tặng cho cậu hết số cát này. Nhưng nếu cậu thua thì để xe lại, cậu tự bỏ về. Ngô Bình mỉm cười, được, anh bảo họ lên hết đi, đỡ phiền. 3 quyền sư nhìn nhau. Họ tỏ vẻ khinh thường, Lưu Toàn Công bật cười lớn, hắn nghĩ Ngô Bình chỉ là phường nhãi nhép, nên nói, được. 3 vị quyền sư, đừng khách sáo với tên nhãi này, hãy dạy cho cậu ta một bài học đi. Lưu Toàn Công đã nói thế, 3 quyền sư liền vây lấy Ngô Bình. Họ vừa đứng vững thì Ngô Bình đã dậm chân, 3 người thấy trời đất đảo ngược, nằm dạp xuống đất. Mà thứ những người xung quanh nhìn thấy là Ngô Bình hoàn toàn không động đậy, chỉ dậm chân thôi mà 3 quyền sư đã nằm bẹp xuống. Lưu Toàn Công vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nói quyền sư Mã, quyền sư Hầu, các người làm sao vậy? 3 quyền sư rất kinh hãi, họ dù sao cũng luyện võ nhiều năm, thế nên biết ngay thanh niên này sâu không lường được. Ông chủ Lưu, chúng tôi không phải đối thủ của cậu ta. Anh không chọc vào cậu ta được đâu, quyền sư Mã nói, sau đó ngồi bệt xuống đất không dám ngồi dậy. Lưu Toàn Công sững người, hắn nhìn Ngô Bình, trầm giọng hỏi, rốt cuộc cậu là ai? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi đã nói rồi, tôi đến để đòi nợ,
anh lừa của tôi 100.000 tệ. Lưu Toàn Công híp mắt, hắn ra hiệu bằng ánh mắt cho người bên cạnh. Người đó liền từ từ lui về sau, sau đó đi vào trong nhà. Lưu Toàn Công dù Esso cũng có chút bản lĩnh, hắn bật cười, cậu bạn à, tôi có thể nhìn ra cậu rất giỏi. Nhưng có đôi lúc dù có giỏi võ đến đâu cũng không chống lại được đạn đâu. Vừa dứt lời thì người kia đã xông ra, trên tay cầm khẩu súng săn hai nòng, loại đạn trái phá 14mm, uy lực cực lớn, ở cự ly gần có thể khiến đối tượng nổ tung. Nòng súng ngắm vào Ngô Bình, nhưng anh chợt biến mất tựa như một bóng ma. Còn chưa tới 1/10 giây anh đã xuất hiện đằng sau người đó, đấm bay gã ngã ra đất, cây súng săn cũng rơi vào tay anh. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tàng trữ súng bất hợp pháp, đây là tội nặng đấy. Nói xong anh nhẹ nhàng bóp, cây súng bị bóp thành một đống sắt vụn, anh vứt nó xuống đất. Lưu Toàn Công nhổ một ngụm nước bọt, sau đó lập tức nở nụ cười. Hắn nói, cậu bạn giỏi võ quá. Việc xây nhà cho cậu trước đó là do tôi không đúng, không nên lấy phí quá nhiều. Thế này nhé, tôi sẽ trả lại cậu gấp đôi số tiền 100.000 tệ. Ngô Bình phất tay, vấn đề không nằm ở số tiền 100.000 tệ. Anh chỉ vào bãi cát, nói chúng ta đã cược nếu tôi đánh thắng ba quyền sư thì số cát này sẽ là của tôi, đừng nói là anh quên rồi nhé. Lưu Toàn Công vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nói cậu bạn à, cậu biết số cát này trị giá bao nhiêu không? Ngô Bình cười nói, dù sao cùng chỉ mấy trăm triệu tệ mà thôi, tuy không nhiều nhưng cũng không ít lắm. Lưu Toàn Công thở ra một hơi dài, nói cậu bạn à, Lưu Toàn Công này có thể đứng vững ở huyện Minh Dương bao nhiêu năm là vì tôi có chỗ dựa phía sau. Nếu cậu không biết điều thì e là sẽ không có kết cục tốt đâu. Ngô Bình lạnh nhạt nói, thế ư, sau lưng anh có chỗ dựa à? Nói nghe thử xem, người chống lưng cho anh là ai? Lưu Toàn Công biết bây giờ hắn phải nói tên người đó ra, nếu không thì không thể hù dọa cao thủ này được, liền nói, ông Bảy Miêu ở tỉnh chính là bố nuôi của tôi. Ông Bảy Miêu, Ngô Bình nghĩ mãi mà chẳng thấy có ấn tượng gì về người này, liền nói, ông ta làm nghề gì? Lưu Toàn Công rất đắc ý, nó ông Bảy Miêu có sức ảnh hưởng ở cả hai giới hắc bạch, có quyền hành rất lớn. Ngô Bình bật cười, nói, cho dù là ông Bảy Miêu hay ông Tám Miêu thì số cát này cũng là của tôi. Lưu Toàn Công vừa kinh ngạc vừa tức giận, cậu bạn à, cậu phải nghĩ cho kỹ. Ngô Bình trợn mắt, đừng nói nhảm nữa. Dẫn theo người của anh cút đi đi, số cát ở đây giờ là của tôi rồi. Lưu Toàn Công cắn răng nói, cậu kia, Lưu Toàn Công này không để yên cho người ta bắt nạt đâu, cậu cứ chờ đấy. Hắn đi ra một bên, liên tục gọi điện. Ngô Bình không thèm quan tâm đến hắn, anh đang thầm tính toán nên bán số cát này như thế nào, bán cho ai. Khoảng 10 phút sau, vài chiếc xe cảnh sát đi tới. Có vài người xuống xe, Lưu Toàn Công vội vàng đi tới, phó đội trưởng Lưu, tên nhóc này dám chạy tới chỗ tôi gây sự. Vừa nói một nửa hắn đã ngưng bặt, bởi phó đội trưởng Lưu đẩy hắn ra rồi chạy tới trước mặt Ngô Bình, đứng thẳng tắp rồi chào điều lệnh, tổng đội trưởng Ngô. Ngô Bình gật đầu, nói, phó đội trưởng Lưu, ông Hà đâu? Phó đội trưởng Lưu tên Lưu Tiền Tiến, khoảng hơn 40 tuổi. Đã gặp Ngô Bình rất nhiều lần nên tất nhiên biết anh, cũng biết anh có thế lực khổng lồ thế nào. Thế nên ông ấy vừa nhìn Ngô Bình đã sợ tới nỗi tim đập chậm nửa nhịp. Đội trưởng Hà đang nghỉ phép, Lưu Tiền Tiến vội nói, tổng đội trưởng Ngô, sao anh lại ở đâu? Ngô Bình bật cười, nói, không có gì, theo mệnh lệnh của Bộ Công an, tôi đến đây điều tra Lưu Toàn Công. Mọi người đến đúng lúc lắm, tên Lưu Toàn Công này bí mật tàng trữ súng, cấp dưới của hắn còn định dùng súng giết tôi. Ông cho người bắt hết mấy người này lại đi rồi đưa về thẩm vấn. Lưu Tiền Tiến lập tức nói, rõ, tôi lập tức thi hành. Lưu Tiền Tiến gọi một cuộc điện thoại, lập tức có một lượng lớn cảnh sát đến bắt tất cả mọi người lại trừ Lưu Toàn Công. Bây giờ chỉ còn sót lại Lưu Toàn Công và ba vị quyền sư. Ngô Bình lấy ghế ra ngồi xuống, anh mỉm cười nhìn Lưu Toàn Công, nói, hồn Lưu, mấy năm nay anh làm rất nhiều chuyện ác đúng không? Nói đi. Hãy kể hết tất cả những việc xấu mà anh đã làm. Lưu Toàn Công nhìn anh chằm chằm, nói cậu là Ngô Bình, tôi đã từng nghe nói về cậu. Nhưng tôi không sợ cậu đâu, ông Bảy Miêu không phải là người dễ bắt nạt đâu. Ngô Bình thở dài, sao anh cứ nhắc đến ông Bảy Miêu thế? Được rồi, để khiến anh phải từ bỏ thì tôi đành phải làm thế này thôi. Anh liền gọi cho Lý Quảng Long. Anh Long, em nghe một người nói ở tỉnh có một người là ông Bảy Miêu. Anh có biết không, Ngô Bình hỏi. Lý Quảng Long nghĩ một lát rồi nói, ông Bảy Miêu nghe quen đấy, đợi một lát để anh hỏi đàn em xem.
Hai phút sau, Lý Quảng Long chợt cười lớn, trời ạ, nghe chú nói anh còn tưởng là nhân vật tầm cỡ nào, ai ngờ chỉ là một tên trung gian thôi. Tên trung gian là chỉ những kẻ chuyên làm trung gian móc nối sau đó kiếm lợi, cũng tương tự như người mối lái. Chương 462, mỗi ngày đều phải tới thăm hỏi. Ngô Bình nói, hóa ra chỉ là một tên mố ổ lái à, được, em biết rồi. Cúp máy xong, anh nhìn Lưu Toàn Công mà lắc đầu, nói, chỗ dựa của anh hóa ra chỉ là một tên mối lái còn con mà thôi. Chắc mấy năm nay anh phải đưa ông ta rất nhiều tiền đúng không? Sắc mặt Lưu Toàn Công rất khó coi, hắn nói, đúng là phải đưa rất nhiều, mỗi năm hàng chục triệu tệ. Ngô Bình nói, thế thì đúng rồi, những tên trung gian như ông ta quen biết với rất nhiều hạng người trong xã hội. Chỉ cần anh bỏ tiền ra thì sống yên bình không thành vấn đề. Nhưng bây giờ anh gặp phải tôi thì hãy từ bỏ đi, anh không thể thoát nổi đâu. Lưu Toàn Công đột nhiên gào lên, tên họ Ngô kia, tại sao cậu lại nhằm vào tôi? Chúng ta có thù sao? Ngô Bình thấy hơi ngại, giữa họ đúng là chẳng có thù oán gì, anh chỉ muốn đạp lên người ta để tạo danh tiếng, nên mới tình cờ chọn chúng hắn. Anh ho một tiếng, nói, Toàn Công à, anh đừng sốt ruột. Nào, ngồi xuống từ từ nói. Lưu Toàn Công trợn to mắt, hỏi Quyền Sư Mã, các người không phải cao thủ trong top 10 toàn tỉnh sao? Tại sao ba người hợp lại không đánh thắng cậu ta? Quyền Sư Mã từ nãy giờ không dám nói gì, giờ mới bảo, ông chủ Lưu, cậu ta là cao thủ siêu cấp, chúng tôi đâu phải đối thủ của cậu ta. Nếu không phải cậu ta nương tay thì chúng tôi đã mất mạng rồi. Lưu Toàn Công kinh ngạc, cao thủ siêu cấp sao? Đó là cảnh giới gì? Ngô Bình lạnh nhạt nói, anh chỉ là một tên gà mờ trong võ học, có nói anh cũng không hiểu, tôi chẳng muốn phí lời với anh. Anh nghe cho rõ, số cát này giờ là của tôi. Anh hãy cho người trông chừng kỹ cho tôi, sau này bất cứ khoản tiền bán được nào anh cũng phải gửi đến nhà tôi, biết chưa? Lưu Toàn Công tức tới nỗi toàn thân run lẩy bẩy, cậu đừng có mà bắt nạt quá đáng. Ngô Bình cười lạnh, bắt nạt sao? Anh nói đúng, tôi đang bắt nạt anh đấy. Nói xong anh liền điểm vào bên sườn của Lưu Toàn Công, khiến hắn đau tới nỗi kêu oai oái. Hắn nằm bẹp xuống đất, nước mắt chảy liên tục, kêu như heo bị mổ. Ba Quyền Sư sợ mất mặt, ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Ngô Bình nói, cảm giác thế nào hả? Tôi chỉ dùng một ngón tay thôi đấy, nếu tôi mà mạnh tay hơn anh sẽ phải đau đớn gấp 10 lần, thậm chí trăm lần. Nói xong anh liền đá một cú, Lưu Toàn Công liền không đau nữa, hắn nằm bẹp thở dốc. Ngô Bình nhìn hắn chằm chằm, trước 12 giờ trưa mỗi ngày, anh phải đến nhà tôi thăm hỏi, để tôi đá một cú, nếu không sau 12 giờ anh sẽ sống không bằng chết, nói xong anh liền điểm lên người hắn 3 lần. Lưu Toàn Công vừa tức giận vừa tuyệt vọng, trên đời này tại sao lại có người như vậy chứ? Ngô Bình đang xử lý Lưu Toàn Công thì một chiếc xe đến từ huyện đi vào trong sân. Một người bước xuống, đó là một nhân vật lớn trong huyện, người này từng gặp Ngô Bình. Thấy Ngô Bình ở đây người đó sững sờ, vội nói, Tổng đội trưởng Ngô, anh cũng ở đây sao? Ngô Bình cười nói, đúng vậy, có chuyện gì sao? Người này vội nói, không có gì, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi. Tổng đội trưởng Ngô, nếu như không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé. Ngô Bình ừ một tiếng, đi đi, hỏi thăm huyện trưởng La giúp tôi. Vâng vâng, nhất định tôi sẽ chuyển lời. Nói rồi người đó vội vào ngồi vào xe, đi thẳng. Lúc đi đầu người đó đầy mồ hôi, thầm nghĩ thật là nguy hiểm. Người này biết thế lực của Ngô Bình, ngay cả lãnh đạo huyện cũng vô cùng cung kính anh, thế nên tuyệt đối không thể khiến anh phật lòng. Còn Lưu Toàn Công thì cứ kệ sống chết ra sao thì ra. Lưu Toàn Công thấy chỗ dựa lớn nhất trong huyện bị Ngô Bình dọa chạy thì càng tuyệt vọng, hắn mềm giọng nói với Ngô Bình, cậu Ngô, rốt cuộc tôi đã làm gì không đúng ý cậu chứ, hắn không tin Ngô Bình đến đây gây rắc rối chỉ vì 100.000 tệ. Ngô Bình bật cười, tôi sẽ nói rõ với anh nhé, phía trên có người thấy anh ngứa mắt. Với thế lực của người đó thì chỉ cần dùng một ngón tay là có thể nghiền nát anh. Thế nên anh không cần hỏi, hỏi cũng vô ích. Lưu Toàn Công sắp khóc đến nơi, hắn quỳ rạp xuống đất, cầu xin, cậu Ngô, cậu hãy chỉ cho tôi một con đường đi. Ngô Bình lấy ra một điếu thuốc, Lưu Toàn Công vội châm lửa cho anh. Phả ra một hơi khói, Ngô Bình nói, mấy năm nay anh làm nhiều việc ác, còn gây ra án mạng. Thế nên khó tránh tội chết. Lưu Toàn Công sợ tới nỗi mặt trắng bệch, phải chết sao? Ngô Bình lại đổi giọng, nhưng nếu anh làm việc cho tôi ngày nào thì tôi có thể để cho anh sống thêm ngày đó. Mắt Lưu Toàn Công sáng lên, tôi xin nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu Ngô. Cậu Ngô bảo tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó.
Ngô Bình gật đầu, rất tốt, bán cát cho tôi chính là điều đầu tiên anh phải làm. Lưu Toàn Công rất xót của, nhưng hắn hiểu nếu không khuất phục thì hắn sẽ chết rất thảm, liền nói, cậu Ngô yên tâm, tiền bán cát tôi sẽ đưa đến nhà cậu hết, không thiếu một xu. Ngô Bình rất hài lòng, nói, được, nếu anh làm tốt thì tôi sẽ không bạc đãi anh. Dừng một lát, anh nói với ba quyền sư, các người còn đứng đó làm gì? Định ở lại đây ăn cơm à? Ba quyền sư vội vàng nhảy lên, dọn đồ đi luôn. Chẳng mấy chốc ba chiếc xe đã phi ra khỏi bãi cát. Sau khi ba quyền sư đi, Lưu Toàn Công cười khổ, cậu Ngô, người của tôi đều bị bắt đi hết thì sau này phải kinh doanh bãi cát thế nào đây? Ngô Bình nói, không phải vội, đám đàn em kia của anh, nếu ai chưa phạm tội thì sẽ được thả ra. Nếu phạm tội thì tất nhiên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Lưu Toàn Công thở dài, nếu thế thì chẳng còn mấy ai về được. Ngô Bình vỗ vai hắn, nói, làm việc nghiêm túc, sống có ý nghĩa đi. Nói xong anh lên chiếc M8 rồi đi thẳng, để lại Lưu Toàn Công khóc không ra nước mắt. Lúc này trời đã tối, giờ là 9 giờ tối. Anh lái xe một đoạn thì đón Vương Hiến Sâm lên xe, nói, ông Vương, đi tìm Đại Phi. Không phải gã mở sòng bài sao? Chúng ta đi sòng bài của gã chơi mấy ván nào? Vừa nãy Vương Hiến Sâm đứng tít phía xa, biết Ngô Bình đã làm xong việc liền cười nói, cậu Ngô, cậu có bản lĩnh thật, xử lý kẻ như Lưu Toàn Công dễ như bỡn. Ngô Bình nói, nếu không phải là muốn dùng hắn lập uy thì tôi tát một cái là hắn chết ngay, cần gì phiền phức như vậy. Vương Hiến Sâm giờ càng biết thêm về Ngô Bình, liền nói, cậu Ngô, sòng bài của Đại Phi có quy mô lớn, ngay cả người tỉnh khác cũng đến đánh bài, nghe nói một đêm thu hàng chục triệu tệ. Ngô Bình nói, có những cách chơi gì? Cái gì cũng có, Vương Hiến Sâm nói, tôi và bạn từng đến đó vài lần, nó cũng khá giống với những sòng bạc thông thường. Ngày nào cũng có người đến chơi, ít nhất phải cọc vài trăm tệ. Ngô Bình nói, có nhiều người thì tốt. Vương Hiến Sâm rất quen thuộc với các sòng bạc, thế nên khi ông ta đưa Ngô Bình đến đã vào được sòng bạc rất dễ dàng. Sòng bạc nằm trong một nhà kho lớn với diện tích hơn 3.000 mét vuông, nhà kho được phân ra nhiều ô, mỗi một ô có các cách chơi khác nhau. Vương Hiến Sâm cũng là người có máu mặt ở huyện, tài sản hàng trăm triệu tệ, ông ta vừa xuất hiện là đã có mấy người ra đón tiếp. Người đi đầu là một người đàn ông cao 1m95, làn da ngăm đen, để đầu chọc, cơ bắp cuồn cuộn. Gã cười lớn, ông chủ Vương, lâu lắm rồi ông không đến. Nói rồi gã nhìn Ngô Bình. Vừa thấy người này Ngô Bình liền nhíu mày, bởi anh thực sự không ngờ người tên Tạ Phi này lại là một cao thủ ngoại gia. Chương 463, Tạ Phi. Tạ Phi có khung xương rất đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay phải nâng ít nhất được cả 1000 cân. Tiếc là hồi bé gã bị thương nặng nên sự cân bằng trong cơ thể bị phá vỡ, khiến cho thiên phú của gã cũng chẳng tốt hơn người khác là bao. Hơn nữa võ ngoại gia mà gã tu luyện cũng không được cao siêu mấy, nhưng dù như thế thì gã cũng luyện môn võ này đến cảnh giới cao nhất. Gã tựa như một vị đầu bếp chứ danh, dùng những vật liệu đơn giản nhất để chế biến ra món ăn mỹ vị nhất. Vương Hiến Sâm vội giới thiệu, ông chủ Tạ, đây là bạn của tôi, ông chủ Ngô có số tài sản hơn xa tôi nhiều. Tạ Phi gật đầu, gã giơ tay ra nói, ông chủ Ngô, chào mừng đến đây. Hai người bắt tay, Ngô Bình cảm thấy sức lực mạnh mẽ từ bàn tay gã, anh mỉm cười, ông chủ Tạ có luyện võ sao? Tạ Phi mỉm cười, bỏ tay ra rồi nói, chỉ luyện bừa mấy ngày thôi. Ông chủ Ngô, ông chủ Vương, mời vào phòng riêng ngồi. Phòng riêng thực ra chỉ là một không gian nhỏ dùng tấm gỗ ngăn ra, có một cái bàn và mấy cái ghế. Khi vào trong, Tạ Phi hỏi, hôm nay hai người muốn chơi gì? Có cần tôi giới thiệu cho vài người chơi để chơi cùng không? Ngô Bình nói, tôi có điều muốn nói với ông chủ Tạ, anh bảo người khác ra ngoài hết đi. Tạ Phi sững sờ, sau đó bật cười, nói với những người xung quanh, các người ra ngoài hết đi. Vương Hiến Sâm và người của Tạ Phi đều đi hết, trong không gian nhỏ chỉ còn sót lại hai người họ. Ngô Bình nói, môn võ mà anh học đúng là chẳng ra sao, ai dạy anh vậy? Tạ Phi nhíu mày, có thể nhận ra ông chủ Ngô cũng luyện võ, nhưng cậu nói võ của tôi chẳng ra sao thì coi thường tôi quá đấy. Ngô Bình cười nói, không phục sao? Thế này nhé, tôi sẽ ngồi yên không động đậy, anh cứ đánh tôi thoải mái. Nếu có thể khiến tôi động đậy thì tôi sẽ xin lỗi anh. Tạ Phi cười lạnh, chính cậu nói đấy nhé. Dứt lời gã liền tung một chưởng với sức mạnh khổng lồ. Nhưng bàn tay gã dừng ở khoảng cách Ngô Bình nửa mét thì như đụng vào bức tường. Cánh tay gã tê dần, động tác cũng chậm đi nhiều. Ngô Bình phất tay,
Tạ Phi liền lùi lại mấy bước như bị điện giật. Người gã khẽ run lên, vẻ mặt kinh hãi. Cậu là cao thủ, Tạ Phi trầm giọng nói, nhà họ Đỗ sai cậu đến sao? Ngô Bình nhướng mày, tôi không biết nhà họ Đỗ mà anh nói. Sắc mặt Tạ Phi trông đỡ hơn phần nào, gã nói, nếu không phải do nhà họ Đỗ sai đến thì mục đích cậu đến đây là gì? Ngô Bình phất tay ý bảo gã ngồi xuống. Tạ Phi ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Vừa nãy gã đã biết thực lực của Ngô Bình vượt xa gã. Đối mặt với một cao thủ như vậy gã không thể nào không căng thẳng. Ngô Bình nói, nhà họ Đỗ mà anh nói là thế lực nào? Nhắc đến nhà họ Đỗ khiến ánh mắt Tạ Phi tràn ngập sự hung ác, gã nói, nhà họ Đỗ là thế gia trên tỉnh, từng hại tôi nhiều lần. Nếu không phải tôi sống dai thì đã chết bởi chúng rồi. Ngô Bình rất tò mò, nói, anh có thể kể lại ân oán giữa các người không? Tạ Phi do dự một lúc rồi quyết định kể lại mọi chuyện cho Ngô Bình. Thì ra, mẹ Tạ Phi tên Tạ Mẫn, là một cô gái thôn quê ở huyện Minh Dương. Năm 16 tuổi, bà ấy đến Thạch Thành làm công, kết quả gặp phải cậu hai nhà họ Đỗ là Đỗ Tử Viêm. Đỗ Tử Viêm thấy Tạ Mẫn xinh đẹp liền bắt đầu theo đuổi bà ấy. Cậu hai nhà họ Đỗ trẻ trung giàu có khiến cô gái thôn quê chưa trải sự đời không thể kháng cự, không lâu sau liền ở bên cạnh Đỗ Tử Viêm, sau đó mang thai Tạ Phi. Nhưng sau khi Tạ Mẫn có thai, Đỗ Tử Viêm liền bắt bà ấy phá thai. Tạ Mẫn là người phụ nữ truyền thống nên nhất quyết không chịu, việc này kéo dài suốt nửa năm. Lúc này Đỗ Tử Viêm đã đính hôn với cô Chiêu nhà họ Dương, một gia tộc lớn khác của Thạch Thành. Ông ta sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự, liền sai người đi bắt Tạ Mẫn phải phá thai. Một phòng khám tư nhân lấy tiền xong liền bắt đầu tiêm thuốc thúc sinh cho Tạ Mẫn. Lúc đó Tạ Phi đã được 7 tháng, sau khi sinh ra bị vứt thẳng vào thùng rác. Dù sao cũng là trẻ sinh non, đám người kia nghĩ gã chết chắc. Nào ngờ đứa trẻ này lại có sức sống vô cùng kiên cường. Sống sót qua cái đêm lạnh lẽo đó. Sau khi Tạ Mẫn hết thuốc mê, bà ấy bỏ dậy đến bên thùng rác cứu đứa trẻ ra. Bà ấy cứ nghĩ con trai đã chết, không ngờ con vẫn còn nhịp đập và hô hấp, liền lập tức ôm lấy con rời khỏi Thạch Thành. Tuy Tạ Phi không chết nhưng bị đông lạnh và bỏ đói suốt một đêm, lại thêm việc sinh non khiến gã bị tổn thương cơ thể nghiêm trọng, từ nhỏ gã đã yếu ớt nhiều bệnh. Sau khi về nhà Tạ Mẫn chưa kết hôn mà đã có con khiến người nhà không thể tha thứ cho bà ấy. Bà ấy chỉ có thể buôn bán trong huyện, vất vả nuôi nấng Tạ Phi. Tạ Phi yếu ớt nhiều bệnh, thường phải đến bệnh viện chữa trị, tốn rất nhiều tiền. Vì con trai mà Tạ Mẫn làm đến 3 công việc, nhưng lúc bà ấy sinh Tạ Phi, vì sinh đẻ không đúng quy trình nên để lại nhiều bệnh, giờ lại ngày đêm làm lụng nên chẳng bao lâu sau bà ấy đã không kiên trì nổi. Cuối cùng vào năm Tạ Phi 11 tuổi, Tạ Mẫn kiệt sức, chết trong lòng con trai mình. Trước lúc lâm chung, bà ấy nói tất cả mọi chuyện cho Tạ Phi, mong rằng con trai sẽ sống thật tốt. Cái chết của mẹ tạo thành cú đả kích lớn với Tạ Phi, gã hận người nhà họ Đỗ thấu xương. Cũng từ lúc đó mà gã biến thành một thiếu niên bất cần đời, lao vào đánh đấm, vào đồn cảnh sát là chuyện thường ngày. Năm gã 20 tuổi, gã tình cờ có được một quyển sách dạy quyền pháp, một loại khí công ngoại môn, chẳng ai chỉ dạy mà gã cũng có thể luyện thành. Luyện được thuần thục, gã liền tới tìm Đỗ Tử Viêm báo thù. Nhưng khi hắn khó khăn lắm mới gặp được Đỗ Tử Viêm thì ngay cả một tên vệ sĩ cũng không đánh thắng, còn bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, bị nhốt suốt 3 tháng. Sau này không biết tại sao mà nhà họ Đỗ biết thân phận của gã, nhiều lần cho người đến đối phó gã. Tạ Phi sống rất dai, mấy lần thoát được từ trong chỗ chết, để lại hàng đống vết thương. Mấy năm nay gã về huyện mở sòng bài và cho vay nặng lãi, vì giỏi võ và trọng nghĩa khí mà có rất nhiều người đi theo gã. Gã làm như vậy là để tạo dựng thế lực của mình, sớm muộn rồi gã cũng tìm nhà họ Đỗ tính sổ. Nghe thế Ngô Bình cũng cảm thán, Tạ Phi cũng thật đáng thương, nhà họ Đỗ thật quá tàn nhẫn. Anh châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi nói, Tạ Phi, ngày anh ra đời anh đã bị tổn thương nặng về cơ thể. Nếu không có sự tổn hại này thì anh chính là thiên tài võ ngoại gia, có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Tạ Phi hơi kinh ngạc, cậu biết y thuật sao? Ngô Bình nói, tôi không chỉ biết y thuật mà còn có thể chữa khỏi bệnh của anh, sau đó dạy cho anh võ ngoại môn thực sự, anh có muốn học không? Tạ Phi nhìn anh chằm chằm, tôi với cậu không thân không quen, tại sao cậu giúp tôi? Ngô Bình cười nói, vốn tôi định dẫm bẹp anh, dù sao anh cũng làm ăn phi pháp. Nhưng sau khi nghe hoàn cảnh của anh, tôi rất đồng tình với anh. Giờ tôi cho anh cơ hội lựa chọn, hoặc là tôi tống anh vào tù, mấy năm sau anh có thể ra tù, hoặc là sau này anh đi theo tôi.
tôi có thể chữa khỏi cho anh, dạy anh võ thuật, giúp anh báo thù. Toàn thân Tạ Phi run lên, rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại nói có thể giúp tôi? Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi là Ngô Bình, nhà họ Đỗ mà anh nói chẳng qua chỉ là một gia tộc còn con đối với tôi mà thôi, chẳng đáng là gì. Tạ Phi híp mắt, tại sao tôi phải tin cậu? Ngô Bình nói, anh không cần tin, anh chỉ cần chọn thôi. Tôi cho anh 10 giây, nói rồi anh nhìn đồng hồ. Chương 464, dáng gân cốt thay đổi. Tạ Phi từng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nên có mắt nhìn người, gã chỉ dùng mấy giây để đưa ra quyết định, gã trầm giọng nói, tôi nguyện đi theo cậu Ngô. Ngô Bình gật đầu, rất tốt, Tạ Phi, trước giữa trưa mai anh hãy xóa bỏ tất cả việc làm ăn cho tôi. Nếu đi theo tôi thì đừng làm những thứ vớ vẩn này nữa. Rõ, Tạ Phi nói. Sau khi dặn dò mấy câu, Ngô Bình liền đứng dậy ra về. Vương Hiến Sâm vội đi theo, ông ta hơi tò mò nên hỏi, cậu Ngô, cậu bỏ qua cho gã sao? Ngô Bình nói, tên Tạ Phi này là hạt giống tốt để luyện võ, cũng khá đáng thương nên tôi quyết định để gã đi theo tôi làm việc. Vương Hiến Sâm trợn to mắt, Tạ Phi đồng ý rồi sao? Ngô Bình gật đầu, gã là người thông minh nên đã đồng ý. Vương Hiến Sâm lại càng bội phục Ngô Bình, dường như không có gì là anh không làm được. Ông ta có thể gặp được con người tài ba như vậy quả là may mắn. Khi về đến nhà, Vương Hiến Sâm liền tạm biệt ra về. Người nhà đều ngủ rồi, anh liền lặng lẽ đến phòng luyện đan, lấy ra các loại thuốc mà Đường An cho người đưa đến, sau đó bắt tay vào luyện hai loại đan dược. Hai loại đan dược này khá đơn giản, cách luyện chế cũng không khó nên chẳng bao lâu đã luyện xong. Sau khi cất đan dược, anh liền báo cho Đường An Mai đến đây một chuyến. Đường An nghe nói đan dược đã được luyện xong, ngày mai là được chữa trị, anh ta vô cùng hưng phấn, nói cảm ơn liên tiếp rồi bảo anh ta sẽ đến đúng giờ. Sau khi luyện chế thêm một lúc nữa thì trời cũng sáng. Lạc Mộng Trần dậy rất sớm, cô ta pha một ấm trà để trước mặt Ngô Bình, nói khẽ tiên sinh Ngô Bình, tôi có chuyện muốn nói với tiên sinh. Tập đoàn tài chính Sanio đang dần chuyển rời đến nước Viêm Long, hiện nay đều thuộc danh nghĩa của tôi. Tôi và ông cố sau khi bàn bạc cảm thấy có thể lấy danh nghĩa chung vốn để thành lập một công ty xe hơi. Như thế thì có thể khiến việc bộ phận xe hơi của tập đoàn tài chính Sanio chuyển rời đến nước Viêm Long một cách hợp lý. Ngô Bình nói thế thì tôi cần phải thành lập một công ty xe hơi sao? Lạc Mộng Trần gần đây, có thể thu mua các doanh nghiệp xe hơi đang có tiềm năng phát triển. Ngô Bình thấy khá được, anh hỏi, tiềm năng của mảng chế tạo xe hơi bên tập đoàn Sanio thế nào? Lạc Mộng Trần cười nói, chúng tôi chuyên chế tạo xe hơi sử dụng năng lượng mới, hơn nữa có tiềm năng lớn trong lĩnh vực chế tạo linh kiện ô tô, hiện tập đoàn đang sở hữu 3 nhãn hiệu ô tô, hàng năm doanh thu khoảng 3 triệu tệ. Ngô Bình hơi do dự, chế tạo ô tô là dự án cần đầu tư nhiều vốn, lợi nhuận được 10% đã là giỏi lắm rồi. Lạc Mộng Trần nói, tiên sinh Ngô, tôi có thể đích thân quản lý mảng ô tô này. Ngô Bình cười nói, được, cô hãy xử lý chuyện này đi, tôi không giỏi làm ăn. Lạc Mộng Trần gật đầu, xin hãy yên tâm. Chưa đến 9 giờ Tạ Phi đã đến, gã đến một mình, tối qua gã đã giải tán hết tất cả các mối làm ăn của mình, có cái thì tặng cho các anh em dưới trướng. Cậu Ngô, Tạ Phi cúi người chào. Ngô Bình nói, mấy ngày nay tôi sẽ chữa trị cho anh phải hết sức phối hợp. Rõ, Tạ Phi vội nói, sau đó gã hỏi, cậu Ngô, cậu nói sẽ dạy tôi môn võ ngoại môn đặc biệt, đó là võ gì vậy? Ngô Bình cười nói, không kiên nhẫn được à, tôi sẽ nói cho anh biết, anh sẽ học phích sơn công, nếu luyện đến đỉnh cao từ trong ra ngoài thì chỉ dùng một chưởng là đánh nát tảng đá lớn. Tạ Phi sáng bừng đôi mắt, nói, xin cậu Ngô hãy dạy tôi. Ngô Bình nói, không phải vội, chữa trị trước đã. Anh tìm một số loại thuốc rồi bảo người làm nấu bằng nồi lớn, đồng thời dùng chân khí màu tím để trị thương. Chân khí màu tím có hiệu quả chữa trị rất tốt, mười mấy vết thương trên người Tạ Phi đều được anh chữa khỏi. Sau 11 giờ, anh bảo Tạ Phi ngâm người trong một bồn lớn đầy thuốc. Bên trong bồn đầy nước nóng, Tạ Phi ngâm vào khiến gân cốt tê dại, gã cắn răng chịu đựng. Ngô Bình nói, tuy hơi khó chịu nhưng rất tốt với anh. Những thứ thuốc này đều có thể khai phá gân cốt của anh. Dù sao anh cũng đã hơi lớn tuổi nên gân cốt đã hơi lão hóa. Tạ Phi cắn răng nói, cậu Ngô, tôi chịu được. Ngô Bình không quan tâm nữa mà để gã ngâm. Một lúc sau Lưu Toàn Công đến, hắn quỳ trước cổng lớn gào to, cậu Ngô, tôi đến rồi. Điều này thu hút sự chú ý của hàng xóm, họ vội chạy ra hóng hớt.
Lưu Toàn Công rất nổi tiếng, trong đám người có kẻ nhận ra hắn liền kinh ngạc nói, đây không phải Hồn Lưu sao? Cái gì, Hồn Lưu, là tên ác bá hàng đầu của huyện Hồn Lưu sao? Kẻ kia nói, đúng vậy, em rể của Hồn Lưu là họ hàng của tôi, lần trước tôi từng gặp hắn lúc uống rượu mừng. Có ai ở huyện này mà dám đụng vào Hồn Lưu đâu, sao lại quỳ trước nhà Ngô Bình vậy? Các người vẫn chưa biết đúng không? Giờ Ngô Bình không đơn giản như trước đâu, những người đến nhà cậu ta không phải kẻ tầm thường đâu. Tôi nghe nói Ngô Bình kiếm được nhiều tiền lắm, nếu không người ta lấy đâu ra tiền xây nhà lầu lái xe hơi. Ngô Bình đi ra đá Lưu Toàn Công một cái, hắn không giận mà còn vui. Hắn đứng dậy cười nịnh nọt, cậu Ngô, sáng nay tôi đã bán được một số cát, đây là sổ sách, tất cả khoản tiền đều nằm trong chiếc thẻ này, bên trên có ghi mật mã. Ngô Bình không động đậy. Cương Tử bên cạnh nhận lấy thẻ và sổ sách sau đó liền xác nhận ngay tại chỗ. Lưu Toàn Công đảo mắt liên tiếp, nói cậu Ngô, cậu còn gì dặn dò không? Ngô Bình chỉ vào con đường trước cửa, nói anh vào trong sân lấy chổi ra quét con đường này đi, quét xong thì về. Vâng, nghe thấy phải quét đường Lưu Toàn Công lại rất vui, liền đi vào sân lấy chổi ra bắt đầu quét. Điều này khiến mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi, có người còn lén quay lại đang lên mạng. Con đường này dài 800 mét, sau khi Lưu Toàn Công quét xong thì đã đẫm mồ hôi. Hắn đến cổng nhà Ngô Bình báo cáo rồi lái chiếc xe Land Rover trị giá hơn triệu tệ đi. Nửa tiếng sau vài đoạn video đăng trên mạng được hàng đống người vào xem, ác bá Lưu Toàn Công của huyện Minh Dương lại đi quét đường. Mà ngay sau đó có người bình luận, Lưu Toàn Công đã đắc tội với cậu Ngô, một nhân vật lớn trong thôn họ. Ngô Bình không ngờ chuyện này được lan truyền nhanh chóng trên mạng. Hơn nữa đã rơi vào tình trạng mất khống chế. Anh là đội trưởng đội hình sự, chuyện này không thể đùa được. Thế nên khi anh nhìn thấy đoạn video hot dần dần, anh lập tức làm vài việc. Thứ nhất, anh báo cho Bộ Công an để từ chức đội trưởng, đồng thời xóa bỏ một số tin tức. Thứ hai, anh đặt thân phận của mình thành tiến sĩ y học song ngành. 3 giờ chiều, Đường An đến. Vừa gặp anh ta đã cúi người thật sâu, người anh em, trông cậy cả vào cậu. Ngô Bình nói, anh Đường đừng khách sáo, tôi đã phối xong thuốc, sẽ cho anh dùng ngay đây. Anh liền gọi Đường An vào phòng luyện công, dùng thuốc đế giúp anh ta loại trừ mối hỏa tẩu hỏa nhập ma. 2 tiếng sau, Đường An đã ngồi xếp bằng điều hòa hơi thở, khí tức dần ổn định. Ngô Bình thấy cũng đã tạm được liền để lại anh ta trong phòng tu luyện rồi ra ngoài xem Tạ Phi. Lúc này Tạ Phi đã không còn đau đớn nữa, anh liền cho gã đi ra. Gã thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đi theo anh ra sân sau. Ngô Bình nhìn Tạ Phi, thấy tất cả vết thương thời trẻ của gã đã lành hết, hơn nữa vừa ngâm nước thuốc nên gân cốt của gã đều được mở ra. Tạ Phi bây giờ đã thể hiện rõ sự khác biệt, số mệnh trên đỉnh đầu gã cũng thay đổi rõ ràng. Anh mỉm cười, nói Tạ Phi, bây giờ tôi sẽ dạy cho anh một bộ đoàn thể thuật, anh hãy nhìn cho kỹ. Trước khi truyền dạy Phích Sơn Công, Tạ Phi cần phải luyện đoàn thể thuật một khoảng thời gian để gân cốt cứng cáp, như thế hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Chương 465, tới Cảng Thành. Những gì anh dạy là đoàn thể thuật trung cấp, đối với Tạ Phi hiện tại là quá đủ. Tạ Phi xứng danh là thiên tài về ngoại công, Ngô Bình chỉ dạy gã một lần mà gã đã học được kha khá. Sau khi được chỉ dạy thêm một lần gã đã làm rất chuẩn, gần giống hệt Ngô Bình. Tạ Phi nhanh chóng thành thạo 12 bộ động tác và tập đi tập lại nhuần nhuyễn. Lần đầu tiên luyện công, gã cảm thấy toàn thân nóng rực, có một luồng năng lượng mạnh mẽ sinh ra ở chỗ sâu trong cơ thể, càng ngày càng mạnh. Sau khi luyện tập 3 lần, sức mạnh này đã tràn ngập toàn thân, tài năng võ học vốn bị đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được kích thích vào lúc này, gã đột nhiên trở nên khác hẳn lúc trước. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, nói tốt lắm, tôi sẽ dạy anh tổ hợp đoàn thể thuật thứ hai, anh hãy tiếp tục luyện tập. Mấy ngày nữa tôi sẽ dạy anh Phích Sơn Công. Tạ Phi cũng biết mình được lợi rất nhiều, vì vậy đột nhiên quỳ trên mặt đất, cậu Ngô, cảm ơn lòng tốt của cậu vô vàn. Sau này tính mạng của Tạ Phi sẽ là của cậu. Bây giờ, Ngô Bình đã mở cho gã một cánh cửa mới, thế giới bên ngoài cửa là điều gã chưa từng thấy trước đây, hiện tại gã đã biết mình phải đi như thế nào trong tương lai. Ngô Bình nói, đứng dậy đi. Sau khi dạy cho Tạ Phi bộ đoàn thể thuật thứ hai, anh trở lại nơi Đường An tu luyện. Lúc này, Đường An đang ngồi trong phòng uống trà, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Ngô Bình vừa đi vào anh ta đã vội vàng đứng dậy nói, cậu Ngô, vất vả cho cậu quá. Ngô Bình nói, xem ra anh đang hồi phục tốt, hơi thở ổn định, nguy cơ ẩn đã được loại trừ. Tiếp theo anh có thể tiếp tục tu luyện,
nhưng đừng dùng đan dược bừa bãi. Đường An nói, được, cảm ơn cậu chỉ điểm. Ngồi đi, Ngô Bình nói, anh vẫn còn điều muốn nói với Đường An. Hai người ngồi vào chỗ, Ngô Bình đưa hai cái bình cho Đường An rồi nói, tôi cho anh hai loại đan dược này, sau khi về nhất định phải cho Đường Thiên Hạc xem hai bình thuốc này. Đường Thiên Hạc am hiểu về việc này, thấy đan dược sẽ biết tôi lợi hại thế nào. Đường An gật đầu, cậu Ngô yên tâm, tôi sẽ cho Đường Thiên Hạc xem những loại đan dược này. Ngô Bình nói, nếu Đường Thiên Hạc hỏi thuốc ở đâu ra, anh có thể nói tôi sẽ tham gia bữa tiệc nhà họ Đường, lúc đó có thể gặp mặt. Đường An hai mắt sáng lên nói, cậu Ngô, cậu định thực hiện kế hoạch đó sao? Ngô Bình nói, gặp đã rồi tính, còn việc nói thế nào thì tùy cơ ứng biến. Đường An gật đầu, hiện tại gia chủ cũng bế quan không ra ngoài, Đường môn càng hỗn loạn so với lúc trước, muốn bảo vệ chính mình thì phải đoàn kết lại. Ngô Bình nói, anh phụ trách mảng tin tức, trong tay nắm lượng lớn tình báo, mà Băng Vân phụ trách thiên sát, hai người phải hợp tác nhiều hơn. Đường An cười nói, tôi đã nói chuyện với Băng Vân vài lần, bây giờ chúng tôi đôi khi cũng liên lạc với nhau. Mà này, Băng Vân bây giờ đang gặp rắc rối, cậu Ngô có biết không? Ngô Bình sửng sốt, hỏi, có chuyện gì vậy? Đường An, trụ sở chính của thiên sát ở Cảng Thành bị chiếm rồi, cậu không biết chuyện này sao? Ngô Bình gật đầu, Băng Vân nói với tôi rồi, ban đầu chúng tôi dự định đến Cảng Thành vào thứ hai tuần trước, nhưng có quá nhiều việc nên nó đã bị trì hoãn. Sao vậy? Vấn đề này có liên quan đến bên Cảng Thành sao? Đường An gật đầu, nói thiên sát là cốt lõi của Đường môn, mà cốt lõi của Đường môn là tổ chức sát thủ. Người có quyền cao nhất trong tổ chức này là lệnh chủ, dưới quyền có 5 ti mệnh, quản lý Âu Châu, Bắc Mỹ, Đông Á, Phi Châu, Trung Đông và Á Châu. Mỗi ti mệnh phụ trách một khu vực và trụ sở chính của khu vực Á Châu được đặt tại Cảng Thành. Ngô Bình giật mình, trụ sở bên Cảng Thành không phải đã bị chiếm rồi sao? Đường An, vì vậy nhà họ Hàn, một thủ hạ của Đường môn ở Cảng Thành nhận được sự ủng hộ của tất cả các ông lớn của Đường môn đã được lệnh xây dựng lại trụ sở Á Châu. Ngô Bình vừa nghe đã hiểu, những người này đang nhân cơ hội chiếm quyền điều hành của thiên sát. Chuyện này cũng khó nhằn đấy, anh cau mày. Đường An, đây mới chỉ là bắt đầu. Một khi bọn họ khống chế được trụ sở Cảng Thành thì tương đương với việc tạo một lỗ hổng đối với thiên sát, bước tiếp theo là khống chế toàn bộ thiên sát. Một khi đã khống chế được thiên sát, tài nguyên mà thiên sát quản lý cũng sẽ bị chúng lần lượt nuốt chừng. Đó là một lượng của cải khổng lồ. Ngô Bình nhíu mày, xem ra là tôi phải đến Cảng Thành một chuyến. Đường An nó, việc ở Cảng Thành có tầm quan trọng lớn, tôi sẽ cung cấp thông tin cho cậu một cách kịp thời. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn. Đường An còn có việc quan trọng phải làm nên nói vài câu rồi vội vàng từ biệt. Ngô Bình lập tức liên lạc với Đường Băng Vân, Băng Vân. Cô định ứng phó thế nào với bên Cảng Thành? Đường Băng Vân thở dài, hiện tại tôi cũng không có biện pháp tốt. Ngô Bình nói, thế này nhé, mai chúng ta sẽ đến Cảng Thành. Đường Băng Vân nói, trụ sở ban đầu không còn nữa, tung tích ti mệnh không rõ, chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Ngô Bình nói, tìm ra người chiếm mất trụ sở trước, sau đó triệu tập bộ phận cũ để xây dựng lại trụ sở ở Cảng Thành. Đường Băng Vân nói, được, có anh đi cùng là tôi có lòng tin. Ngô Bình, chuẩn bị trước đi, liên hệ với bộ phận cũ của Cảng Thành đã. Phải rồi, bên Cảng Thành cần một nhóm người mới, cô chọn một nhóm người của thiên sát, để bọn họ đến Cảng Thành. Đường Băng Vân nói, chọn người thì không khó, nhưng rất khó để thống nhất họ trong một khoảng thời gian ngắn. Ngô Bình nói, đừng lo lắng, tôi sẽ làm điều này. Hơn nữa, tôi sẽ tạm thời đảm nhận ti mệnh của Cảng Thành. Đường Băng Vân sửng sốt, anh làm ư? Ngô Bình cười hỏi. Không được sao? Đường Băng Vân nói, được thì được, nhưng nếu muốn thuyết phục những người đó thì tôi e rằng tu vi của anh giờ không đủ. Ngô Bình, chuyện này cô đừng lo lắng, tôi có cách của riêng mình. Đường Băng Vân suy nghĩ một chút, vậy được rồi, tôi đi chuẩn bị ngay. Cúp điện thoại, anh gọi cho Cương Tử và nói, Cương Tử, anh về ngay để chuẩn bị, thứ hai tôi sẽ đi. Cương Tử nói, cậu chủ, lát nữa tôi sẽ quay lại. Anh tìm gặp lại Lạc Mộng Trần. Nói, Mộng Trần, cô ở nhà bảo vệ mọi người, nếu có chuyện gì xảy ra ngay lập tức liên lạc với ông Lạc. Lạc Mộng Trần gật đầu, tiên sinh đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc người nhà tiên sinh thật tốt. Sau khi dặn dò rõ ràng, anh lên tầng cao nhất, lấy ra những trang kinh Phật màu vàng, tiếp tục nghiên cứu nội dung bên trên. Bộ kinh này tên là Như Lai Thần Tạng Kinh, sau khi đọc từ đầu đến cuối, anh nhận ra kinh này chính là phương pháp tu luyện thần thông,
có thể nâng cao tiềm năng của thần hồn. Anh liền bắt đầu thực hành theo phương pháp được ghi trong kinh Phật. Sau khi tu luyện hơn nửa giờ, một vị Phật đột nhiên xuất hiện trong thần thức của anh. Nhìn thấy kim thân của Đức Phật này chứng tỏ anh đã hoàn thành bước nhập môn rồi. Anh cẩn thận cảm nhận, phát hiện thần niệm của mình tăng lên rõ rệt, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết, tốt lắm. Hiệu quả của việc luyện tập Như Lai thần tạng kinh nửa giờ bằng với nửa tháng khổ luyện. Vì vậy, anh bình tĩnh lại và tiếp tục tu luyện Như Lai thần tạng kinh. Khi tu luyện, anh không biết sự thay đổi của thời gian, khi anh mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau. Một đêm tu luyện, thần niệm của anh ít nhất tăng lên gấp bội. Hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi thu dọn đồ đạc, anh đáp chuyến bay đến Thiên Kinh. Máy bay hạ cánh xuống Thiên Kinh, ngay sau đó Đường Băng Vân lên máy bay, hai người cùng nhau đến Cảng Thành. Cảng Thành là một thành phố quốc tế và là một trong những trung tâm tài chính của thế giới, địa vị chỉ đứng sau Hải Thành. Là thành phố cải cách mở cửa sớm nhất, Cảng Thành đã từng rất thịnh vượng, nhưng đã phát triển những năm gần đây không bằng Hải Thành, dần dần đi xuống. Trên máy bay, Đường Băng Vân nói với vẻ mặt lo lắng, người của Đường Môn đứng ra ủng hộ Đường Dung, chúng ta rất bị động. Ngô Bình nói, người bị đẩy ra là Đường Dung sao? Đó là ai vậy? Chương 466, ti mệnh mới. Đường Băng Vân nói, Đường Dung hơn tôi 3 tuổi. Cô ta kết hôn với một người đàn ông tên Hàn Kỳ 3 năm trước. Hàn Kỳ ngay sau đó được Đường Môn đào tạo hết sức, hiện là một nhà tài phiệt giàu có mới nổi ở Cảng Thành trong lĩnh vực tài chính. Ngô Bình nói, Hàn Kỳ đã làm về tài chính thì tại sao anh ta lại để mắt đến thiên sát? Đường Băng Vân, vì Đường Dung. Đường Dung không đơn giản chút nào. Trước khi tôi vào thiên sát, cô ta đã làm việc trong thiên sát và phụ trách tài chính. Hàn Kỳ có thể vươn lên nhanh chóng như vậy là nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của nguồn vốn từ thiên sát. Ngô Bình gật đầu, lại hỏi, trụ sở thiên sát ở Á Châu còn lại bao nhiêu người? Còn khoảng 80%, còn lại là đã chết hoặc mất tích. Đặc biệt là ti mệnh Tiêu Phong, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đường Băng Vân khẽ thở dài, ti mệnh có quyền lực rất lớn, sổ sách kế toán quan trọng nhất đều nằm trong tay người đó. Ti mệnh trực tiếp chịu trách nhiệm trước lệnh chủ, thế nên ti mệnh mất tích là tổn thất lớn. Ti mệnh này là người của cô à? Không phải, đó là người của Đường Vô Mệnh, tôi mới tiếp quản thiên sát, vẫn còn rất yếu trong việc kiểm soát thiên sát, Đường Băng Vân nói. Ngô Bình nghĩ một chút rồi nói, sổ sách mà cô nhắc tới có quan trọng không? Đường Băng Vân, tất nhiên rồi. Thiên sát là cốt lõi của Đường Môn, nhiều công việc kinh doanh đều xoay quanh thiên sát. Nếu không có sổ sách, tôi không thể huy động nguồn vốn ở Á Châu. Ngô Bình nói, có vẻ như chúng ta cần tìm ra sổ sách càng sớm càng tốt. Không chừng Tiêu Phong vẫn còn sống. Đường Băng Vân thở dài, tôi hy vọng thế. Tất cả các thành viên ở Cảng Thành đã được thông báo chưa? Ngô Bình nói, lát nữa gặp, tôi có chuyện muốn nói với họ. Họ đã được thông báo, và tôi đã chuyển một nhóm người đến từ các khu vực khác đến đây, số lượng chỉ đủ để xây dựng lại trụ sở Á Châu, cô ấy nói. Ngô Bình nói, rất tốt. Khi đến nơi, cô chỉ định tôi làm ti mệnh mới trước mặt mọi người và bắt đầu điều tra. Tôi không nghĩ sự việc này đơn giản như vậy, vì vậy nhất định phải tra ra. Đường Băng Vân gật đầu, được. Hai người bàn bạc suốt chặng đường. Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống Cảng Thành. Nửa giờ sau, cả hai đến địa điểm trụ sở của thiên sát tại Á Châu, là một tòa nhà nhỏ ở khu vực trung tâm thành phố. Có rất nhiều ô tô đậu trước tòa nhà, một vài người quanh quẩn ở lối vào như thể đang đợi ai đó. Khi Đường Băng Vân đến nơi, những người đang quanh quẩn vội vã chào hỏi và cung kính nói, lệnh chủ. Đường Băng Vân hỏi, tất cả thành viên thiên sát ở Cảng Thành đã đến chưa? Mấy người liếc nhau, một thanh niên mặc vest vàng nói. Khoảng một nửa số người đều ở đây, còn lại không liên lạc được. Chức vụ ban đầu của anh là gì? Đường Băng Vân hỏi người thanh niên. Người thanh niên mặc bộ đồ màu vàng vội nói, thưa lệnh chủ, việc của tôi vốn là phụ trách liên lạc thông tin. Tôi tên là Tôn Chính Ngô. Đường Băng Vân nói, Tôn Chính Ngô, anh lập tức gửi một tin nhắn cho tất cả những người không đến. Nếu họ không đến được trong vòng một giờ, tôi sẽ ban hành lệnh bốc hơi cho họ. Tôn Chính Ngô giật mình, vội nói, được. Tôi sẽ truyền đạt ngay. Mệnh lệnh bốc hơi chính là lệnh giết chóc, một khi lệnh được phát ra, mục tiêu sẽ bị bốc hơi khỏi thế giới trong vòng 24 giờ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đường Băng Vân và Ngô Bình đi thẳng vào tòa nhà nhỏ, lầu 2 của tòa nhà nhỏ là một đại sảnh. Lúc này, có ít nhất 100 người đang đứng ở đây.
những người này đều là thành viên của ban đầu của thiên sát ở Cảng Thành. Lệnh chủ, Đường Băng Vân xuất hiện, mọi người đồng thanh nói, rất kính nể. Đường Băng Vân gật đầu, hỏi, người nào có địa vị cao nhất, đứng lên nào. Một ông già đầu hói khoảng ngoài 50 bước ra, thưa lệnh chủ, tôi tên là Mãn Văn Lý, tôi là quản lý chính dưới quyền Ti Mệnh. Người quản lý chính quản lý hầu hết mọi thứ, có vị trí rất quan trọng. Các mệnh lệnh do Ti Mệnh ban hành thường được sắp xếp điều hành qua người quản lý chính. Ngô Bình liếc mắt nhìn, tu vi của quản lý chính này không thấp, cao thủ tiên thiên. Đường Băng Vân, Mãn Văn Lý, ông không ở trụ sở vào ngày xảy ra sự việc sao? Mãn Văn Lý nói, thưa lệnh chủ, ngày đó thuộc hạ không ở đây. Ngày đó, tôi được lệnh của Ti Mệnh đi xử lý tình huống đột ngột. Ngô Bình hỏi, tình hình đột ngột nào? Mãn Văn Lý liếc Ngô Bình nhưng không trả lời. Đường Băng Vân nói, để tôi giới thiệu với anh ấy tên là Ngô Bình, và anh ấy sẽ là Ti Mệnh mới của trụ sở Cảng Thành. Nghe thấy người đó là Ti Mệnh mới, Mãn Văn Lý vội vàng cúi đầu kính chào Ti Mệnh. Ngô Bình gật đầu, quản lý Mãn, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Mãn Văn Lý, thưa Ti Mệnh, một trong những thành viên của chúng tôi đã bị ám sát trong khách sạn vào ngày hôm đó, và tôi được lệnh phải gấp rút điều tra. Ngô Bình, người đã chết là ai? Điều tra xong chưa? Mãn Văn Lý, người đã chết tên là Bạch Văn Khôi, ông ta là quản lý thứ hai dưới thời Ti Mệnh cũ. Quản lý Bạch bị giết bởi pháp kích mạnh mẽ, bởi vì có chuyện xảy ra với trụ sở ngày hôm đó nên tôi chưa kịp điều tra đã vội trở về, vì vậy thủ phạm vẫn chưa được xác định. Ngô Bình suy nghĩ một chút nói, Bạch Văn Khôi là quản lý thứ hai, ông ta phụ trách mảng nào? Mãn Văn Lý, quản lý Bạch chịu trách nhiệm chính về thu chi tài chính. Ngô Bình, được rồi. Hỏi xong rồi. Mãn Văn Lý khẽ cúi đầu và bước sang một bên. Ngô Bình liếc nhìn những người trong đại sảnh, cười nói, tự giới thiệu nhé, tôi tên là Ngô Bình, là Đại Tông Sư Tiên Thiên, cũng biết một chút y thuật. Từ nay về sau, tôi sẽ là Ti Mệnh của Thiên Sát trụ sở ở Á Châu, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Tôi phản đối. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ đám đông. Ngô Bình lần theo tiếng và nhìn thấy một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi bước ra, đầu húi cua. Không cao, dáng vẻ bình thường, nghe giọng chắc là người bản địa Cảng Thành. Đường Băng Vân lạnh lùng hỏi, anh phản đối cái gì? Người đàn ông đầu húi cua rừng rưng nói, tôi phản đối việc lệnh chủ bổ nhiệm người ngoài làm Ti Mệnh. Ti Mệnh phụ trách mọi công việc ở khu vực Á Châu, có quyền lực lớn và địa vị cao, nên được chọn từ những người cũ chúng tôi. Dù sao thì những người cũ quen thuộc hơn với tình cảnh và có nhiều khả năng hòa nhập hơn. Đường Băng Vân tức giận nói, hỗn xược. Chức phụ từ trước đến nay đều là do lệnh chủ chỉ định. Từ khi nào mà người bên dưới lại được phép ăn nói linh tinh? Người đầu húi cua vội vàng cúi đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là bày tỏ ý muốn. Đường Băng Vân còn định nói gì nữa, Ngô Bình đã ra hiệu bằng ánh mắt khiến cô ấy im bặt. Ngô Bình cười nói, các người là người cũ, có ý kiến cũng hiểu được. Nhưng không được hoài nghi sự sắp xếp của lệnh chủ, kẻ dám chất vấn tuyệt đối không thể trung thành. Tôi nghi ngờ anh chính là nội gián trong việc trụ sở chính bị chiếm. Người đàn ông đầu húi cua giật mình hét lên, anh đang nói nhảm nhí gì vậy? Làm sao tôi có thể là kẻ phản bội? Ngô Bình nhìn hắn chằm chằm, nói, nếu không phải anh phản bội thì anh có dám để tôi thôi miên không? Ngay khi anh ta nghe thấy mình sắp bị thôi miên, khuôn mặt của người đàn ông trở nên trắng bệch. Tất nhiên anh ta không phải là kẻ phản bội, nhưng ai mà không có một bí mật trong lòng? Làm gì có ai chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cấp trên của mình. Ngô Bình muốn thôi miên anh ta, nhưng anh ta dù có bị đánh chết cũng không hợp tác. Quần áo của Ngô Bình không cần gió cũng tự lay động, anh sải bước đến gần người đàn ông, nghiêm nghị nói, anh không dám nhận thôi miên, chẳng lẽ anh thật sự là kẻ phản bội. Anh là một đại tông sư, thần niệm mạnh mẽ, thanh niên này chỉ là cao thủ thần cảnh, sau khi bị thần niệm của anh áp chế, anh ta đổ mồ hôi như mưa, toàn thân run rẩy. Giữ được vài giây, người đàn ông quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy nói, Ti Mệnh, tôi sai rồi. Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, quát, nói, ai ra lệnh cho anh? Anh biết người này không bao giờ dám một mình đối đầu với lệnh chủ và Ti Mệnh mới, nhất định phải có người đứng sau sai khiến. Chương 467, giết. Người thanh niên đầu cua lừ mắt nói, Ti Mệnh Ngô, không có ai sai khiến tôi hết, là tôi tự làm. Tư lệnh hỏi mà kẻ dưới dám không trả lời à, có một giọng nói vang lên ở cửa. Mọi người nhìn ra đó thì thấy có một người trông rất kỳ quái đi vào.
phía bên trái đầu của người này lõm vào, nhìn như vết thương nặng do bị đập vật gì đó vào đầu. Người đó vừa xuất hiện, Ngô Bình cảm thấy mọi người ở đây đều nín thở, thậm chí có người còn cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ông ta. Người đó khoảng 40 tuổi, phần mặt bên trái nhăn nhúm như sáp nến nóng chảy, đôi tay thì khô quắt, ngoài ra thì chỉ có xương, trông hệt như một bộ xương di động. Ông ta bị khuyết mắt bên trái, mặc bộ vest màu xám, bước đi khập khiễng, nửa mặt còn lại thì có biểu cảm kỳ lạ. Ông ta đi tới cạnh Đường Băng Vân rồi cúi người xuống, tham kiến lệnh chủ. Đường Băng Vân nói, Phí Liêm, ông còn sống ư? Ông chột tên Phí Liêm cười nói, muốn Phí Liêm chết đâu dễ ạ. Sau đó, ông ta quay sang cúi chào Ngô Bình, Phí Liêm tham kiến ti mệnh. Ngô Bình quan sát Phí Liêm này thì thấy tu vi của ông ta đã ở cảnh giới nhân tiên tầng thứ hai, trong cơ thể còn có một sức mạnh bí ẩn xoay chuyển. Phí Liêm sát thủ thứ ba của thiên tự, Ngô Bình nói, ngày tổng bộ bị tấn công, hình như ông cũng có mặt ở đó, nếu ông còn sống thì chắc chắn biết có chuyện gì xảy ra đúng không? Phí Liêm đảo mắt rồi đáp, tôi có biết vài chuyện, nhưng không thể nói được. Ngô Bình cau mày, lệnh chủ và tôi đều đang ở đây, có gì khó nói đâu. Phí Liêm cười nói, không vội, chờ mấy người đó tới, tôi nói cũng không muộn. Đường Băng Vân, Phí Liêm, còn ai đến đây nữa? Đương nhiên là tôi, một giọng nữ vang lên ở cửa. Đường Băng Vân không cần quay lại cũng biết đó là Đường Dung, cô ấy bắt đầu lo lắng và có dự cảm xấu. Một cô gái trẻ tuổi không xinh đẹp nhưng rất có khí chất bước vào, đi cùng còn có một người thanh niên đeo kính, mặc vest màu đen mặt lạnh. Đường Băng Vân cau mày rồi lạnh giọng hỏi, Đường Dung, cô đến đây làm gì? Đường Dung cười nói, cấp trên bổ nhiệm tôi quay lại tổng bộ Cảng Thành nên đương nhiên tôi phải đến, còn cô không có lệnh của cấp trên, ai cho cô đến đây hả? Đường Băng Vân lạnh lùng nói, tôi là lệnh chủ của thiên sát, xử lý việc ở Cảng Thành là trách nhiệm của tôi. Lệnh chủ, Đường Dung cười lạnh, sắp không còn nữa rồi. Cô ta nhìn đồng hồ rồi nói, 10 phút nữa, cấp trên sẽ ra nhiệm vụ mới. Lòng Đường Băng Vân trùng xuống, cô có ý gì? Cô sẽ biết ngay thôi, nói rồi, cô ta nhìn sang Ngô Bình, còn cậu, tôi cho cậu 1 phút để rời khỏi đây, không thì tự gánh hậu quả. Đường Băng Vân tức giận mắng, Đường Dung, tôi mới là lệnh chủ của thiên sát, chưa tới lượt cô ra lệnh ở đây. Cô mới là người phải biến đi ấy. Đường Dung nở một nụ cười lạnh rồi nói, Phí Liêm. Phí Liêm lập tức bước ra, sau đó lễ phép nói, cô chủ. Đường Dung, tôi lệnh cho ông giết người này. Phí Liêm lạnh lùng nói, vâng. Ông ta ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào Ngô Bình bằng ánh mắt sắc lạnh, một luồng sát khí khiến người ta ngạt thở bủa vây Ngô Bình. Đường Băng Vân hoảng hốt quát, Phí Liêm, ông dám. Giờ tôi vẫn là lệnh chủ. Phí Liêm khứ cau mày rồi thoáng do dự, sau đó nói với Đường Dung, cô ấy nói đúng, giờ cô vẫn chưa phải lệnh chủ, thứ cho Phí Liêm không thể nhận lệnh. Đường Dung nhún vai, không sao. Đành để cậu ta sống thêm chục phút nữa vậy. Ngô Bình bắt đầu nổi giận, cô gái này thật độc ác, mới gặp nhau lần đầu mà đã đòi giết anh rồi. Anh cười lạnh nói, xem ra Đường Môn sắp bổ nhiệm cô làm lệnh chủ mới hả? Đường Dung mỉm cười, Ngô Bình, tôi đã nghe danh cậu lâu rồi, cậu đúng là một nhân tài. Nhưng tiếc là hôm nay phải chết rồi. Chết, Ngô Bình bật cười, vậy là hôm nay tôi phải giết các người hoặc bị giết đúng không? Đường Dung lắc đầu, giết chúng tôi. Cậu không có cơ hội ấy đâu. Thế à, Ngô Bình hô lên, ra đây. Một bóng xám lướt qua người anh rồi đáp đất. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây đều thấy chấn động, ai cũng đông cứng người bất động vì lạnh giá, đến Phí Liêm cũng phải tái mặt, con mắt duy nhất còn lại cũng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Giết! Ngô Bình lạnh giọng ra lệnh. Đường Dung cảm thấy tính mạng bị uy hiếp nên hét lên, không. Xong! Bóng xám ấy đã bổ nhào vào người cô ta, ngay sau đó, mặt cô ta cắt không còn một giọt máu, làn da trắng cũng tái như người chết, đôi mắt trợn ngược rồi nằm thẳng cẳng dưới đất. Người thanh niên đeo kính đứng cạnh cô ta run rẩy rồi nói, tôi không liên quan, đừng giết tôi. Ngô Bình mặc kệ anh ta rồi nhìn sang Phí Liêm, ban nãy không có Đường Băng Vân thì ông ta đã ra tay với anh rồi. Phí Liêm quỳ xuống đất rồi nói, ti mệnh, tôi phụng mệnh hành sự, không thể tự quyết được. Đường Băng Vân vội nói, Ngô Bình, Phí Liêm là sát thủ giỏi của thiên tự, anh tha cho ông ta lần này đi. Ngô Bình lừ mắt rồi hỏi, hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Giờ ông nói được chưa? Phí Liêm quay mặt đi với vẻ né tránh rồi đáp, nếu tôi nói thì cậu sẽ giết tôi mất. Ngô Bình cau mày, ông không nói thì kết cục cũng vậy.
Phí Liêm hít sâu một hơi rồi kể, hôm đó, chính cậu và cô Đường Băng Vân đã dẫn một nhóm cao thủ đến đó giết người của tổng bộ rồi bắt Ti Mệnh đi. Ngô Bình ngẩn ra rồi phẫn nộ nói, vớ vẩn, trước lúc sự việc xảy ra, tôi còn chưa tới Cảng Thành. Phí Liêm không chút sợ sệt nói, tôi chỉ kể lại những gì mình thấy, nếu có câu nào là giả, cậu giết tôi luôn cũng được. Ngô Bình rơi vào trầm tư, lẽ nào có người mạo danh anh? Đường Băng Vân cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, ông nhìn thấy chúng tôi vào hôm đó ư? Phí Liêm cúi đầu xuống, vâng, lệnh chủ và Ti Mệnh đã dẫn một nhóm cao thủ tới rồi tấn công khiến chúng tôi trở tay không kịp. Nếu không nhờ tôi đứng gần cửa sổ rồi chạy thoát thì chắc cũng chết rồi. Đường Băng Vân vừa ngạc nhiên vừa tức giận, có người vu oan cho chúng tôi rồi. Ngô Bình hỏi, ông còn nhớ thời gian xảy ra vụ việc không? Có, hôm đó là thứ ba, khoảng 3:30 chiều gì đó, Phí Liêm đáp. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, hôm ấy, Băng Tiên và tôi đều không ở Cảng Thành, rất nhiều người có thể làm chứng cho chúng tôi. Phí Liêm nói, tôi chỉ kể lại những gì mình nhìn thấy thôi, còn thực hư thế nào thì phải chờ cấp trên điều tra. Đường Băng Vân thở dài một hơi rồi nói với Ngô Bình, dù chúng ta có bằng chứng ngoại phạm thì họ cũng đạt được mục đích rồi. Theo luật của Đường Môn, nếu có chuyện đó xảy ra thì em phải từ chức lệnh chủ của Thiên Sát để tránh điều tiếng. Ngô Bình không đồng ý, cây ngay không sợ chết đứng. Lúc này, lại có mấy người nữa xuất hiện ở cửa, đi đầu là một ông lão mặc đồ thời Đường màu bạc, râu dài, cốt cách tiên nhân. Ông ấy vừa đến, ngoài Đường Băng Vân và Ngô Bình ra thì tất cả mọi người đều quỳ xuống đất. Chương 468, Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão. Đến Đường Băng Vân cũng phải khom người hành lễ và gọi ông ấy là nhị trưởng lão. Đường môn do các trưởng lão phụ trách, đến đường chủ vắng mặt, mọi công việc của môn phái sẽ do các trưởng lão đảm đương. Nhị trưởng lão chỉ đứng sau đại trưởng lão nên có địa vị rất cao. Nhị trưởng lão nhìn khối thần rồi nói, khối thần, lâu lắm nó không xuất hiện trên đời rồi đấy. Sau đó, ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói, bảo sao môn chủ lại coi trọng cậu tới vậy, đúng là thiên tài xuất chúng. À, tôi không phải kẻ thù đâu, cậu có thể cất nó đi được rồi. Ngô Bình vẫy tay, khối thần lập tức chạy về, sau đó anh chắp tay nói, tham kiến nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cười nói, Băng Vân thật may mắn. Đường Băng Vân, nhị trưởng lão, ông đến có việc gì thế? Nhị trưởng lão thở dài, mọi người đã nghe chuyện Phí Liêm kể rồi đấy, Băng Vân, theo luật thì cô tạm thời phải từ chức lệnh chủ để chờ điều tra, chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Đường Băng Vân cười lạnh, nhị trưởng lão, ý của ông là nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, không cần biết có bằng chứng hay không, người bị tình nghi đều phải từ chức ư. Nhị trưởng lão cau mày nói, Băng Vân, luật là luật, không được thắc mắc. Đường Băng Vân lạnh lùng nói, là ông nội cho tôi ngồi vào vị trí này nên chỉ có ông mới bắt tôi từ chức được. Nhị trưởng lão nhăn mặt lại, Băng Vân, cô định chống đối với cả môn phái à? Đường Băng Vân cười lạnh, nhị trưởng lão. Ông chưa đại diện cho cả đường môn được đâu. Trên ông còn đại trưởng lão nữa. Nhị trưởng lão lạnh mặt, bắt đầu nổi giận nói, đừng nói là cô Tường khối thần nhỏ bé này có thể khiêu chiến được tôi nhé. Đường Băng Vân lấy một tấm lệnh bài ra rồi nói, lệnh bài của môn chủ đây, nếu ông muốn nói chuyện quy tắc với tôi thì mau tuân thủ quy tắc đi. Quy tắc của đường môn là ai có lệnh bài sẽ có quyền như môn chủ. Nhị trưởng lão biến sắc mặt. Rõ ràng ông ấy đang rất ngạc nhiên, môn chủ đưa lệnh bài cho cô ư. Đường Băng Vân, đúng, giờ tôi lệnh cho ông về đường môn ngay, không được hỏi thêm bất kỳ chuyện gì của Cảng Thành nữa. Nhị trưởng lão thở dài một hơi rồi nói, Băng Vân, sao cô không thức thời chút nào vậy? Nếu giờ cô tránh thủ rút lui thì còn giữ được thân mình, không thì có hối cũng không kịp đâu. Đường Băng Vân, đó là việc của tôi, không phiền ông phải lo. Nhị trưởng lão nhìn sang Ngô Bình rồi nói, có câu quân tử phòng thân, mong hai người tự bảo vệ được mình, dứt lời, ông ấy quay người bỏ đi, những người đi cũng lui ra hết. Mọi người ở đây đều trợn mắt há miệng, họ không ngờ sự việc lại chuyển biến như vậy. Đường Băng Vân cao giọng nói, từ giờ trở đi, Ngô Bình là Ti Mệnh, các người phải tuyệt đối nghe lệnh của anh ấy. Vâng, Phí Liêm và tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Đường Băng Vân nhìn sang người thanh niên đeo kính rồi nói, Hàn Kỳ, Đường Dung chết rồi, tôi cho anh một ngày để giao nộp hết tài sản của nhà họ Hàn. Nếu anh dám ăn bớt dù chỉ một đồng, tôi sẽ giết anh ngay. Vâng, tôi sẽ làm ngay, Hàn Kỳ vừa lau mồ hôi lạnh vừa gật đầu như gà mổ thóc. Đường Băng Vân nói, quản sự, ông dẫn người đi theo Hàn Kỳ để xử lý cho xong vụ này đi. Vâng,
Quản sự bước ra rồi nhận lệnh. Hàn Kỳ đi rồi, các thành viên khác của Thiên Sát ở Cảng Thành mới tới, Ngô Bình là ti mệnh nên cần nắm rõ tình hình của mỗi người. Anh đến phòng làm việc, sau đó gọi tên từng người theo danh sách. Ai giữ chức vụ cao thì anh hỏi nhiều, thấp thì hỏi ít. 246 người lần lượt vào nói chuyện với anh, mỗi người từ 3 đến 5 phút, sau khi anh gặp gỡ hết mọi người xong thì đã hơn 8 giờ tối. Lúc này, tất cả mọi người đều ngồi lặng im trong sảnh mà chưa ra về. Quản sự lo việc xong quay về rồi nói, ti mệnh, nhà họ Hàn đã nộp hết tài sản rồi, tôi đã để mấy người ở lại đó để hoàn thành nốt thủ tục, chắc phải mất mấy hôm. Ngô Bình gật đầu, quản sự, ông đến khách sạn gần đây rồi đặt 20 bàn tiệc nhé. Quản sự nói, vâng, tôi sẽ đi ngay. Ngô Bình nói với mọi người, sau này chúng ta là anh em rồi, tối nay uống tới bến nhé. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ngờ tư lệnh định uống với họ. Phải biết rằng tư lệnh trước của họ luôn coi thường cấp dưới, vì thế họ rất ngạc nhiên với hành động này của Ngô Bình. Tuy nghĩ vậy, nhưng mọi người đều đứng lên rồi đi tới khách sạn. Hơn 200 người nối đuôi đi theo Ngô Bình. Đường Băng Vân khẽ hỏi, anh định uống với họ thật à? Ngô Bình, sao, em thấy không được à? Đường Băng Vân lắc đầu, em chỉ nghĩ anh mới nhận chức thì nên tạo cảm giác thần bí một chút. Ngô Bình thờ ơ nói, mỗi người có một phong cách riêng, anh không thích ra vẻ kiểu ấy. Ngập ngừng một lát, anh nói tiếp, Băng Vân, dù em dùng lệnh bài của môn chủ để đuổi nhị trưởng lão đi, nhưng cũng là dồn mình vào nguy hiểm đấy. Đường Băng Vân, anh lo họ chó cùng rứt dậu rồi cho người tới giết em hả? Ngô Bình, chuyện đó thì chưa chắc, nhưng có thể sẽ cướp lệnh bài. Đường Băng Vân thở dài, hôm nay, đối thủ đã dùng mưu bắt em phải lấy lệnh bài ra, em cũng bất đắc dĩ thôi. Ngô Bình, ông nội đưa lệnh bài cho em, chắc cũng đã đoán được sẽ có ngày này rồi, chắc ông đã có sắp xếp gì đó. Đường Băng Vân, chắc vậy, nhưng giờ em đang ở thế bị động. Ngô Bình vỗ vai cô ấy, yên tâm, trời có đổ thì anh cũng chống cho em. Đường Băng Vân nắm tay anh rồi nói, cảm ơn anh. Khi mọi người đến khách sạn thì 20 bàn tiệc đã được chuẩn bị xong, họ đặt bàn sang nhất với giá 300.000 một bàn, rượu cũng là loại mấy nghìn một bình. Mọi người ngồi vào chỗ theo sự sắp xếp của quản sự, Ngô Bình và Đường Băng Vân ngồi cùng bàn với quản sự và những người khá có địa vị. Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Ngô Bình nâng ly rồi cười nói, các anh em, tôi kính mọi người ba chén. Mọi người đứng dậy rồi nâng ly uống cạn. Ngô Bình uống hết ba chén thì mọi người cũng cạn cả ba. Sau đó, liên tục có người đến chúc rượu anh. Ngô Bình không từ chối ai nên loáng cái đã uống cả lít rượu vào bụng. Sau đó, anh còn đứng dậy rồi đi sang các bàn khác, các anh em, tôi mời mọi người ba chén. Bàn này có một người đàn ông râu xồm khoảng 30-40 tuổi, mọi người uống bằng chén nhưng anh ta dùng cốc, khi Ngô Bình đến chúc rượu cũng thế. Ngô Bình tò mò hỏi, Lý A Tứ, tử lượng của anh khá thế. Người này chính là Lý A Tứ, anh ta đứng dậy rồi nói, ti mệnh, anh nhớ tên tôi ư. Ngô Bình cười nói, nhưng sao lúc tự giới thiệu anh lại bỏ qua phần tử lượng hả? Lý A Tứ ngại ngùng rồi gãi đầu, tử lượng có phải tài năng gì đâu ạ? Ngô Bình cười hỏi, Lý A Tứ, anh có thể uống được bao nhiêu? Lý A Tứ, tôi cũng không rõ, tôi chưa say bao giờ. Ngô Bình cười phá lên, ghê nhờ. Được, tôi cũng chưa say bao giờ, hay chúng ta đọ đi. Lý A Tứ ngẩn ra rồi vội xua tay, ti mệnh, anh không uống lại tôi được đâu, thôi đi ạ. Nghe thấy thế, mọi người đều im lặng. Đến Lý A Tứ cũng ý thức được là mình lỡ lời, anh ta vội vả miệng, xin lỗi ti mệnh, tôi không có ý đó, tôi. Ngô Bình thản nhiên nói, Lý A Tứ, anh coi thường tôi à? Được, giờ mỗi người một thùng rượu trước, anh dám chơi không? Chương 469, bá thể. Lý A Tứ ngẩn ra nhìn Ngô Bình rồi hỏi, ti mệnh, anh muốn uống thi với tôi thật à? Có người ở gần đó bắt đầu khích bác, Lý A Tứ, có mỗi thùng rượu mà anh cũng không uống được à? Lý A Tứ phì cười rồi cầm một chai rượu trên bàn lên nói, ti mệnh, thế tôi xin uống trước hai chai. Dứt lời, anh ta ngửa cổ lên tu ừng ực, chẳng mấy chốc đã hết sạch cả chai rượu 52 độ. Ngô Bình cười nói, uống kiểu ấy thì lâu lắm, ai mang cái bát ô tô ra đây? Nhân viên phục vụ mang một chiếc bát ô tô rất lớn, sau đó hết 6 chai rượu trong một thùng vào hết cái bát. Ngô Bình cầm cái bát lên rồi uống cạn. Cao thủ cảnh giới tiên thiên có khí tức rất mạnh. Anh có thể uống hết ngần ấy rượu chỉ với một hơi. Tất cả mọi người đều nghệt mặt ra mấy giây,
sau đó mới vỗ tay hoan hô. Lý A Tứ đần mặt ra, anh ta đã uống rượu nhiều năm, nhưng chưa thấy có ai uống giống Ngô Bình bao giờ. Gì chứ uống hết ngần ấy rượu nồng độ cao thì có trụ nổi không? Vì thế, anh ta cũng học theo rồi đổ hết 5 chai rượu còn lại trong thùng ra cái bát lớn rồi bê lên uống. Đương nhiên anh ta không thể uống nhanh bằng Ngô Bình, nhưng cũng không hề chậm, chỉ mất nửa phút là uống hết. Sau đó, bụng Lý A Tứ kêu ủng ục, anh ta ợ một cái rồi cười trừ nói, ti mệnh, cùng lắm tôi chỉ uống được 3 chai nữa thôi, dạ dày tôi nhỏ. Ngô Bình thấy anh ta uống hết 5 chai một lúc mà vẫn tỉnh bơ như thường, đúng là có tửu lượng cao. Thật ra tửu lượng của Ngô Bình rất bình thường, anh chỉ có tu vi cao thôi, thêm chân khí màu tím hỗ trợ và con trùng thần cơ nên chất cồn với anh chỉ như nước. Thế là siêu rồi, anh vỗ vai Lý A Tứ rồi nói, lần này, chúng ta coi như hòa. Sau màn đọ rượu này, mọi người đã có ấn tượng khác hẳn với Ngô Bình, ai cũng thấy anh là một người khá được. Sau đó, Ngô Bình đi chúc rượu hết các bàn còn lại, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu, nhưng tửu khí trên đỉnh đầu thì bốc lên mãi không hết. Mọi người đều hãi trước tửu lượng của anh rồi uống cùng. Cứ thế, ai cũng bắt đầu ngà ngà say, nhưng Ngô Bình vẫn tỉnh táo. Qua đây, Ngô Bình đã hiểu rõ về tính cách của mỗi người hơn, anh cao giọng nói, các anh em, 5 giờ sáng mai, chúng ta tập trung. Mọi người đều đáp lời, dù họ không biết Ngô Bình định làm gì, nhưng anh đã có lời thì họ phải tuân lệnh. Chờ Ngô Bình ngồi xuống, Đường Băng Vân mới nói nhỏ, mai anh tập hợp mọi người làm gì. Ngô Bình, Băng Vân, anh muốn chọn vài người trong số họ để bồi dưỡng chính, sau đó truyền thụ cho họ thuật ám sát thật sự. Đường Băng Vân trợn tròn mắt, nếu nhắc đến thuật ám sát thì ai đọ được với Đường Môn chứ? Ngô Bình cười nói, dù thuật ám sát của Đường Môn cũng được, nhưng so với anh thì không cùng đẳng cấp. Đường Băng Vân bĩu môi, chém gió. Ngô Bình nói, có chém hay không thì em sẽ biết nhanh thôi. Với lại, trong số này còn vài thiên tài dị bẩm đấy. Thiên tài dị bẩm ư, Đường Băng Vân bật cười, đừng bảo anh đang nói tới Lý A Tứ giỏi uống rượu nhé. Ngô Bình, đúng thế, anh ta là một trong số đó. Sau đó, anh nói tiếp, tửu lượng của anh ta cao như vậy là nhờ thể chất. Đường Băng Vân khó hiểu hỏi, chỉ là uống được nhiều thôi mà, liên quan gì đến thể chất chứ? Ngô Bình cười nói, vào thời Thiên Quốc, họ gọi thể chất này là hoang cổ bá thể. Nhưng thời đại bây giờ đã khác xưa, điều này khiến cho thể chất của anh ta không bật ra được. Đường Băng Vân vội hỏi, thể chất ấy có tác dụng gì? Có tu luyện được không? Ngô Bình gật đầu, được chứ, chỉ cần đánh thức thể chất giúp anh ta là việc tu hành của anh ta sẽ tiến bộ nhanh chóng. Đường Băng Vân vẫn không dám tin, thật ư, anh không nhìn nhầm đấy chứ. Ngô Bình cười nói, thế này đi, anh sẽ gọi Lý A Tứ tới rồi hỏi vài chuyện, sau đó em xem anh nói có đúng không nhé. Đường Băng Vân, được. Lý A Tứ bị gọi tới, vì vừa uống rượu thi với Ngô Bình nên anh ta đã khá thoải mái và cười nói, ti mệnh, cậu gọi tôi có việc gì thế? Ngô Bình hỏi, Lý A Tứ, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Lý A Tứ đáp, ti mệnh, tôi 24 rồi. Đường Băng Vân ngạc nhiên, mới 24 tuổi ư. Thật ra nhìn bên ngoài trông Lý A Tứ phải tầm 35 tuổi, anh ta để râu xồm nên trông hơi già. Ngô Bình, điều này có liên quan đến thể chất của anh ta, sự trao đổi chất trong cơ thể diễn ra nhanh hơn người bình thường nên bị già trước tuổi. Lý A Tứ ngại ngùng nói, từ nhỏ tôi đã lớn nhanh nên trông hơi già dặn. Ngô Bình, Lý A Tứ, có phải từ năm 12 tuổi là anh không cao thêm nữa không? Lý A Tứ ngẩn ra rồi gật đầu, đúng thế. Trước năm 12 tuổi, tôi lớn nhanh lắm, 11 tuổi đã cao 1m7 rồi, nhưng sau đó thì không lớn thêm nữa. Khi ấy, bố mẹ tôi còn tưởng tôi bị làm sao nên đưa đi khám, nhưng bác sĩ lại bảo tôi vẫn bình thường. Ngô Bình hỏi tiếp, trước năm 10 tuổi, anh ăn rất nhiều, sức thì khỏe, có thể mang vác vật cực nặng đúng không? Lý A Tứ ngạc nhiên hỏi, ti mệnh, cậu biết xem bói à? Ngô Bình chẹp miệng, trả lời câu hỏi. Lý A Tứ đáp đúng, trước năm 10 tuổi, tôi ăn như hổ, bữa nào cũng chén hết 2 nồi cơm, có lần mẹ tôi cho đi chợ, tôi đã ăn hết 10 cái bánh bao to đùng. Thật ra tôi vẫn chưa no đâu, nhưng mẹ sợ tôi đau bụng nên không cho ăn nữa. Mà tôi cũng khỏe lắm, bọn con trai bằng tuổi tôi xách cổ 2 đứa lên cùng lúc cũng được. Cổng làng có một cái cối đá 5 cả trăm cân tôi cũng khiêng lên rồi chạy vài vòng được. Nhưng sau 10 tuổi thì sức ăn của tôi giảm. Sức lực cũng không khỏe như vậy nữa, nhưng nhìn chúng thì vẫn khỏe hơn người bình thường vài lần. Ngô Bình, cứ đến nửa đêm,
anh lại thấy người nóng rực và vô cùng khó chịu, khi ấy anh phải ngâm mình xuống nước lạnh thì mới bình thường trở lại đúng không? Lý A Tứ thở dài một hơi, ti mệnh, anh lại nói đúng rồi. Đêm nào tôi cũng phải ngâm nước lạnh, thói quen này bắt đầu từ năm 10 tuổi rồi. Ngô Bình, anh sung mãn quá nên bạn gái anh không chịu nổi đúng không? Lý A Tứ đỏ mặt nói, chuyện này cậu cũng biết ư. Ngô Bình gật đầu, xem ra tôi nói đúng hết rồi, Lý A Tứ, tôi có thể giải quyết các vấn đề ấy cho anh, nhưng anh phải nghe lời tôi. Lý A Tứ mừng rỡ, anh có thể chữa khỏi chứng bệnh ấy cho tôi ư. Ngô Bình, thật ra đó không phải là bệnh gì đâu, mà là liên quan đến thể chất của anh. Tôi sẽ giải phóng thể chất cho anh, sau đó truyền cho anh công pháp, để anh trở thành cao thủ tuyệt thế, anh có muốn không? Lý A Tứ sáng mắt lên, có ạ, cảm ơn ti mệnh. Anh ta lập tức quỳ xuống đất. Ngô Bình gật đầu, tốt, lát anh nhớ ở lại. Vâng, Lý A Tứ đáp. Lý A Tứ về chỗ, Đường Băng Vân đã tin hoàn toàn, cô ấy cảm thán, không ngờ anh đoán đúng hết, vậy Lý A Tứ có thể trở thành cao thủ tuyệt thế không? Ngô Bình, đương nhiên, bá thể được đánh thức thì anh ta sẽ trở thành cao thủ đỉnh cao nhanh thôi. Xét lời, anh lại gọi Phí Liêm tới. Dù đã ở cảnh giới tiên nhân nhưng ông ta vẫn cung kính quỳ dưới đất rồi nói, ti mệnh, lệnh chủ, Phí Liêm có mặt. Ngô Bình nói, Phí Liêm, mấy năm qua ông sống vất vả lắm đúng không? Nghe xong, Phí Liêm biến sắc mặt, ông ta ngẩng lên nhìn Ngô Bình, sao ti mệnh biết hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.